Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh anh em. Tiếp tục với chương trình video thì về một số mã hàng mới này. Quay video trực tiếp và báo giá bác luôn. Đấy, một số mã hàng phục vụ các bác tranh thủ dịp cuối năm này. Đấy, các bác tranh thủ mua sớm cho em nhá. Đấy, không đến lúc mà vội vã bắt đầu là cập dập cuối năm mua rất là vội. Đấy, các bác hàng nó đang có sẵn đây rồi, các bác cứ tranh thủ mà có thời gian thì mình cứ nên đặt luôn. Đấy, thì em sẽ quay trực tiếp và báo giá bác luôn nhá. Về một số mã sản phẩm mới luôn. À, xem video đừng quên ủng hộ em chín nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em, và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là các bác mua hàng hóa đơn cứ từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác, rồi giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Đấy, em sẽ đi nhanh vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì lên luôn cho bác đó là cái mã đèn bông lúa này. Các bác lên mã luôn cho em sẽ là cái đèn bông lúa hoặc là đèn bó lúa đều được. Đấy, về để các bác cắm ban bàn thờ dịp ngày Tết ngày nhất này. Đấy, rồi là mình cắm ngày thường được. Đấy, những ngày rằm ngày mùng 1 thôi. Các bác để trên ban bàn thờ, ban thần tài các thứ giờ các bác cắm cho em rất là đẹp luôn. Đấy, thì khi mà các bác cắm nó sẽ nhà. Đấy, nó sáng từ đầu đến từ đầu bông cho đến cuối chân luôn này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần cắm, các bác có thể cắm vào xốp hoa hoặc là các bác cắm vào bình đều được nhá. Đó. Cái này thì chiều dài của nó thì em đo cho bác. Giờ nãy đo như của nó là 75 đấy. 75 thôi nhá, 75. 75 nhá, 75. Đó. 75 phân, khoảng tầm 70 75 thôi nhá, 70 75. Đó thì có dây dợ thứ đầy đủ luôn và một cái củ nguồn như này nữa. Đó, một cái củ nguồn này. Thì về các bác tuốt cái dây ra đấu cho nó fix vào đây là các bác cắm vào trực tiếp điện 220 được các bác dùng thôi. Đây em đang cắm trực tiếp vào điện 220 dùng đây. Đó. Thì em báo giá luôn nhá, các bác cứ lên mã luôn giúp em sẽ là sản phẩm là đèn bông lúa hoặc là đèn bó lúa đều được. Đấy, đèn bông lúa, đèn bó lúa đều được nhá các bác nhá. Giá nó sẽ là đi 130.000. Đấy, 130.000 bó nhá. Một bó này sẽ gồm có là 10 bông. 10 bông lúa, 10 bông lúa. Bán là bán một lúc một bó luôn nhá. Đấy, bán một lúc một bó luôn là 130.000 bó nhá. 130.000 một cái bó đèn bông lúa nha. Đấy, là bán một lúc một bó luôn. Là cứ một bó nhà là 130.000 này. Đấy, là có kèm cả cái cục đổi nguồn đây luôn. Là 130.000 một bó nhá. Đấy, 130.000 bó, giá rất là hợp lý. Về đó bác cắm. Đấy. Về các bác cứ cấp điện cho nó là sáng lung linh đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, về các bác cắm bàn thờ bàn thiết các thứ là rất là đẹp. Ok không nhá. 130.000 một cái bó này không nhá, 10 bông nhá. Một bó này là 10 bông này, là chiều cao của nó là 75 cm nhá. Đấy, 75 cm. Đấy, rất đẹp luôn. Về tiện lắm, đấu dây sẵn hết rồi. Đây nó có một cái dây hai cái dây để ra, về các bác cứ đấu trực tiếp điện 220 và là nó sáng thôi. Đấy, cần thiết thì mua thêm cái công tắc về nữa các bác ấy, vào lúc nào cần thì dùng thì mình bật công tắc lên có thế rồi. Đó, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, mà đẹp. Và 130 nhá, 130. Đấy là một bó là 10 bông nhá. Tiếp theo thì lên nhanh luôn đó bác, đó là cái mã, cái này là cái đèn nhà led, dây led dài 4 mét này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây led dài 4 mét nha. Đây, một cọ nó nhà là dài 4 mét này, về các bác nói chung là dùng cho em thoải mái luôn. Về các bác trang trí nhà cửa này, đấy Noel ngày Tết các thứ này. Đó, nháy loạn xạ luôn. Nháy rất nhiều màu, nhiều kiểu nháy khác nhau nhá. Một cuộn này là dài 40 mét luôn. Đây. Đấy, cuộn to này, dài 40 mét, thoải mái các bác răng vùng quanh nhà luôn. Đấy, các bác nào mà về các bác trang trí mua những cái cuộn này nó rẻ lắm ạ. Đấy, vì giá nó chỉ có 65.000 thôi. Đấy, thì các bác cứ lên mã luôn giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái dây led dài 40 mét này. Dây led. Dây nháy led nhá. Dài 40 mét. Giá của nó sẽ là 65.000 một cuộn. Đó, 65k một cái cuộn như này. Một cuộn này là dài là 40 mét luôn nhá. Đấy, dài 40 mét luôn. Rất nhiều bóng, dày bóng và màu sắc rất đẹp đây này. Đấy, rất là sáng nhá. Đấy, rất là sáng. Đây, hệ thống mắt led nó này. Đấy, siêu sáng luôn. Rất nhiều mắt led nha các bác nhá. Đó là một cuộn này chỉ có 65.000 thôi mà 40 mét luôn nhá. Bình thường các bác mua những cái cuộn ở cửa hàng nữa nó chỉ có 10 mét thôi, nhưng cuộn này nó dài hẳn 40 mét luôn. Là về là mình mua một hai cuộn về là thoải mái răng rồi các bác nhá. Đó, 65.000 nhá. Dây led nhấp nháy dài 40 mét nhá. Đó, giá 65.000 các bác nhá. Một cái mã hàng mới nữa đó là cái con lăn bụi này, con lăn bụi ở quần áo rồi là đồ dùng các thứ nhà mình này. Đấy, các bác hay có những cái đồ ví dụ như đồ vải, đồ len các thứ này. Các bác cần một cái con lăn để các bác lăn những cái vải bông đi, rồi là những cái bụi bặm nó dính trên đồ đạc, quần áo thứ là thì các bác mua cho con này về hoặc là chăn màn rồi. Đó, giường chiếu rồi. Nó có dính thì mình dùng này mình lăn. Đấy thì một bộ sản phẩm nó sẽ gồm có là một cái con lăn, một cái tay lăn đây và ba cái con lăn đây này. Đấy là ở đây là lắp sẵn một con rồi. Vì đi kèm là có hai cái lăn này như này nữa, hai cái cục lăn này nữa, cục dính này nữa. Là một cái bộ như này này, đấy, một bộ nha. Đấy là
bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 25.000 bộ nhá, 25.000 bộ thôi. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái con lăn bụi này, con lăn bụi nhá, con lăn bụi, con lăn bụi giá là 25k nhá, 25.000 một bộ. Đấy, chỉ có 25.000 thôi, giá quá hợp lý. Đấy là một cái tay lăn và đi kèm là ba cái con lăn này luôn, là chỉ có 25.000 thôi, là một bộ như trên video em đang quay đây là 25.000 thôi nhá, giá quá bình dân luôn. Đây để bóc cho bác thử một cái này, con này về dùng tiện lắm, về các bác có những cái quần áo các thứ, những cái chỗ nào nó bụi bặm các bác muốn lăn đi thì các bác dùng cái này. Đấy thì ở đây nó có một cái lớp băng keo này, về các bác bóc cho xem. Đó, các bác bóc ra nhá. Đấy thì các bác bóc ra, sau đó các bác bóc thêm cái lớp bảo vệ cái miếng dính này. Đấy, các bác bóc ra. Đó, và nó sẽ có là một cái lớp dính này. Đấy, và khi mà các bác lăn thì các bác lăn xong là nó rất nhiều bụi nó sẽ bám vào cái này luôn, vì ở đây nó có cái lớp dính mà. Đấy, lớp dính. Đây này, cái gì này. Đấy, dính luôn này. Đấy, nó kiểu là cái băng keo ở đây này, nó có một ít cái keo ở đây ấy. Đấy, các bác lăn đâu đấy sẽ dính đây, để em lăn cho bác thử đây. Đây ví dụ như cái này là cái giấy bóng nó cũng có một tí bụi này, em lăn này. Đấy. Đây này. Đấy đấy không? Đấy là có nhìn này. Đấy không sau khi lăn cái là bụi, những cái bụi này. Đấy những cái bụi nó sẽ dính lên đây luôn. Đấy nó sẽ dính lên đây. Và khi mà các bác muốn thay nhá các bác nhá. Các bác muốn ấy thì các bác lại bóc lớp ra. Đó các bác bóc lớp ra. Rồi là sẽ lại thành một cái lớp mới nhá. Là cái lớp này là cứ thế là các bác lại cho vào là các bác lại lăn, và khi nào các bác lăn mà nó bẩn rồi, nó hết cái độ dính rồi thì các bác lại bóc ra, các bác dùng một cái lớp mới nhá, có thế thôi, nó rất là dễ dùng mà nhá, cực kỳ dễ dùng luôn, đó cực kỳ dễ dùng, dễ sử dụng luôn, mà chỉ có 25.000 thôi, nó rất là tiện. Đấy, những cái quần áo rồi là những cái chăn mền nhà mình nó nhiều bụi nhiều bặm các thứ rồi thì các bác chỉ việc lấy cái này các bác lăn nó vào thế là xong có nhá. Đó, 25k một bộ này nhá, là bao gồm là một cái tay lăn với ba cái cuộn nha, là 25.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái con lăn bụi nhá. Đấy, con lăn bụi là 25.000 một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái xếp ong đánh bóng đồ gỗ này. Các bác lên mã luôn giúp em sẽ là cái xếp ong đánh bóng đồ gỗ nhá. Cái này thì giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác là 20.000 một cái lọ này. 20k nhá. Chất liệu là bằng hoàn toàn là 100% là bằng sáp ong tự nhiên này, 100% natural này. Đó, từ sáp ong tự nhiên nhá. Một hộp này là của nó là được là 80g nhá, 80g. Về các bác dùng để đánh bóng rồi là bảo dưỡng, bảo vệ đồ gỗ nhá. Đấy những cái bộ đồ gỗ này mình nó bị xỉn rồi nó xuống màu thì các bác mua cái bộ này về. Các bác đánh tạo độ bóng, độ đẹp màu lên, độ tươi lên nhá. Đấy, rồi là giúp bảo quản, bảo vệ đồ gỗ của mình nhá. Tránh bị ví dụ như là nó khô, nó cong vênh cái thứ rồi. Các bác mua này về như kiểu dạng làm bóng rồi dưỡng ẩm gỗ thứ rất ok nhá. Đấy, 100% thành phẩm từ sáp ong nhá. Dùng rất là tiện, chỉ việc mở ra sau đó các bác dùng, các bác phết vào và các bác dùng một cái khăn. Đấy, sau đó các bác trà đều lên là xong nhá. Đó, 20k một lọ nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sáp ong nhá. Sáp ong để đánh bóng đồ gỗ nhá. 20k một hũ nha, một hũ này là 80g coi nhá. Tiếp tục thì lại về cho bác, đó là cái bộ vít V7 này, bộ 7 đầu vít này để cho các bác bắn lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Các bác dùng để bắn vít các thứ thì các bác mua cho cái bộ về. Đấy, một bộ này là 7 cây nhá, đựng trong chiếc túi này. Hàng là hàng thanh lý công ty rất là xịn luôn. Cái bộ này trước đang bán hết hàng, đợt này nó lại tiếp tục hàng về nhá. Giá nó thì bên em vẫn để cho bác mức giá là đi 60.000 bộ nhá, 60.000 bộ nhá. Đấy, đầu của nó sẽ là đầu 3 ke. Và cái đầu này của nó này, cái đầu này của nó có thiết kế dạng rãnh này, để khi mà các bác bắn vít nó không lo nó trượt trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trượt cái con vít. Đấy, nó có những cái rãnh gen này. Đấy, khi mà các bác bắn vít nó rất là ăn cái con vít, nó không bị trượt vít nhá. Đó, đầu sẽ là đầu lục giác, chân sẽ là chân PS2. Đấy, về các bác cắm vào những cái con chân lục giác là các bác bắt vít ok. Đấy, chuyên để các bác bắt vít ba ke nhá, bắt vít ba ke rất tiện dụng luôn. Đó thì một bộ này là 7 cây. Giá bên em đang gửi bác là đi 60.000 bộ nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem cái bộ vít V7 này. Đấy, bộ vít V7 nhá. V7. Giá đang gửi bác là 60.000 bộ thôi. Đấy, 7 cây. Đây, nó sẽ gồm có 7 cây này, một cây dài nhất là 15 cm này, một cây dài thứ hai là 12,5 cm này, một cây 9 cm này, một cây 7 cm, một cây 6,5 cm, một cây 5 cm và một cây 2,5 cm. Đấy là các bác nào mà ví dụ làm nghề hoặc là sử dụng gia đình mua một bộ này về là chọn bộ luôn, là các bác cứ thế các bác xài thôi. Đấy, về có cái là
mình xài luôn, đỡ phải lục tìm hay nhau cả. Đấy, cứ đựng trong chiếc túi này, lúc nào cần cái lôi ra là có đầu dùng luôn, thích ngắn có ngắn, thích dài có dài, các bác sử dụng xài luôn nhá. Đấy. 7 mũi mà giá nó chỉ có 60.000 thôi, hàng thanh lý công ty nhưng mà rất là chất lượng đây. À cái mũi vít này nó có cả từ tính nhá, hít nam châm cái thứ đầy đủ ngon này luôn. Đấy, về các bác bắt vít cũng ngon này luôn nhá. Đầu sẽ là toàn bộ là đầu ba ke, đầu cộng nhá. Đấy, đầu ba ke đầu cộng. V7 nhá, bộ V bộ mũi vít V7 60.000 bộ này. Đây tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bao tay lái xe này. Các bác lên mã giúp xem sẽ là bao tay lái xe. Đấy, bắt đầu đang vào mùa này. Rồi là các bác sử dụng này, đi hay về lái xe ngoài đường. Đấy các bác mua cho em cái đôi về nhá. Mùa đông thì đi nó giữ ấm này, mùa hè đi thì chống nóng cũng rất là tốt luôn. Đấy giữ ấm, chống nóng, nói chung là các bác mua một đôi này nhưng mà sử dụng hai mùa cho em thoải mái, mùa đông mùa hè thoải mái luôn. Đây. Đấy đi vào rất là vừa vặn luôn nhá. Ở cái phần trên này có cái khóa các bác kéo vào cho nó ôm tay. Còn phần dưới này thì nó thiết kế những cái cao su nó in lên này, đã in nổi này để khi mà các bác sử dụng các bác lái xe nó không bị trơn nhá. Nó có độ ma sát các bác dễ lái xe. Và cái phần đầu thiết kế này, cái đầu ra để khi mà các bác sử dụng những cái con điện thoại cảm ứng ấy, là những con điện thoại thông minh bây giờ là các bác có thể là không cần phải tháo bao tay, các bác vẫn có thể là bấm cảm ứng được nhá các bác nhá. Đấy rất là ok, thiết kế rất thông minh luôn. Đấy, đi vào rất ôm tay nhá. Đi vào rất là ấm, đặc biệt là mùa đông. Rồi là mùa hè, đấy các bác có thể đi đôi này và các bác chống nóng luôn, rất ok nhá. Đấy thì một đôi này bên em đang gửi bác là đi 50.000 một đôi thôi. Đấy 50.000 một đôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đôi bao tay lái xe nhá. Đấy cứ lên mã cho em sẽ là cái đôi bao tay lái xe. Bao tay lái xe này, một đôi này là 50.000 một đôi. Đấy 50k một đôi. Rất ok đấy nhá. Mùa đông thì giữ ấm, mùa hè thì chống nóng nhá. Bao tay lái xe 50k một đôi nha. Đấy, về các bác sử dụng bao tay thiết kế rất là chắc chắn, đẹp. Đó, giày rất là chắn, cực kỳ ok luôn. Đấy chỉ có 50.000 đô thôi. Giá rất hợp lý bình dân. Đấy, bao tay lái xe 50k một đôi nhá. Tiếp theo thì về luôn cho bác, đó là cái mã tất chân này. Đấy, tất chân của hàng của Nike. Đó, cũng đang vào mùa này. Các bác mua về sử dụng này. Đặc biệt là mùa đông này, đi rất là nhiều nhá. Tất thì hàng của Nike và chất liệu thì 85% là cốt tông nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là thoáng chân. Đấy, đi nó không bị bí chân nhá, và không bị bí chân, không bị hôi chân mà vẫn giữ ấm các bác nhá, vẫn giữ ấm. Đây, đấy, hàng của Nike, logo Nike này, rất xịn sò. Đó, bo viền bo gấu rất chắc chắn, xịn chất lượng luôn. Đấy, tất rất là dày, đẹp chắc chắn nhá. Đấy, đây là màu trắng, còn ngoài ra thì có cả màu đen. Tùy nhu cầu nha, các bác thích màu nào thì cứ báo bên em lấy cho bác màu đấy nhá. Thì em báo giá luôn. Cái này thì bên em sẽ bán theo lố nhá, không bán lẻ một đôi nhá, vì giá rất là rẻ rồi. Đấy, mua cho em là mua cả lố một luôn. Đấy thì các bác có thể chung nhau về mua một lố một dùng, hoặc là bác nào mà mua thì mình mua về mình dùng dần được. Đấy, dùng cả năm mà. Đấy thì cứ hỏng thì mình sẽ thay thôi. Giá thì em báo luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lố tất của Nike nhá. Đấy, lố tất của Nike đây, Nike này, Nike. Một lố tất này thì bên em đang gửi bác là đi 10 đôi. Đấy, lố tất Nike 10 đôi này. Giá sẽ là đi 90.000 đô nhá. À quên, 90.000 10 đô nhá. 90.000 đô tính ra là vào có 9.000 đô thôi. Đấy, các bác ra cửa hàng hiệu cũng không bao giờ có giá đâu. Thì một lố là 10 đôi 90.000. Có hai màu là màu đen nhá, màu đen và màu trắng. Các bác lấy màu nào thì cứ báo nha. Đó, màu nào lấy màu nào cũng được. Đấy, đây, màu đen đây. Đấy, màu đen đây. Đó, còn đây là màu trắng này. Màu trắng đi thì nhìn nó rực rỡ hơn. Đấy thì tùy nhu cầu, lấy màu nào cũng bán nha. Còn bán là bán một lúc là một lố luôn là 10 đôi là 90.000 thôi. Đấy, hai màu đen màu trắng nhá. Tất của Nike nhá. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái combo cưa kéo để các bác về sử dụng cắt cành cưa cành này. Đấy thì giá bên em vẫn đang cho bác mức giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái kéo cắt cành dưới đất đi. Đấy, kéo cắt cành này. Kéo cành dưới đất đi. Cho nó dễ đỡ nhầm coi nhá. Vì em có một mã kéo cắt cành thôi mà. Đấy, kéo cành dưới đất, kéo cành cầm tay đấy. Con này hàng made in Japan này. Đó. Con này thì em báo giá luôn. 60.000 một chiếc thôi nhá, 60.000 một chiếc. Ngoài ra thì con này là con cưa gấp đen trắng này. Con cưa gấp này thì bên em đang gửi bác là đi cưa gấp đen trắng. Cưa gấp đen trắng này giá của nó sẽ là đi 50.000. Các nhá, 50k. Còn khi mà các bác mua cả bộ cả kéo cả cưa. Đấy, combo kéo cộng với cưa luôn này. Kéo cộng cưa, giá sẽ là đi 90.000 một combo. Giá quá hạt rẻ luôn, nếu mà các bác mua combo thì giá rất là rẻ.
hai cái này mà tính ra các bác mua lẻ là vào 101, đây các bác mua hai con này mà giá nó chỉ có 90.000 thôi. Đây đấy, cưa rất là xịn luôn nhá, cưa hàng cưa lưỡi kép hở hạt bưởi này, khi mà các bác cưa nó những con những cái phần hở hạt bưởi ra, các bác cưa các bác giật cưa nó cái nó có cái lỗ thoáng, các bác cưa nó rất là nhanh dễ cưa nhá, cưa rất sắc luôn. Đây phần tay cầm đó chắc chắn nhá, phần nhựa ốp cao su chống trơn trượt nhá, mà cái phần tay cầm nó dài, khi mà các bác cưa các bác có cái lực giật độ giật để các bác kéo thì cưa rất là nhanh dễ cưa nhá. Đó con này là cưa gấp này, đấy, dùng xong mình có thể gấp gọn lại, lúc nào dùng mình mở ra rất tiện dụng nhá. Con này là bán lẻ là đi 50.000 một con nhá, đấy 50.000 một con. Còn kéo thì đây, kéo hàng mới đi Japan đây, kéo này là kéo cắt cành cầm tay nhá, các bác lên mãi sẽ kéo cắt cành cầm tay, kéo cành dưới đất. Con này thì giá của nó sẽ là đi 60.000 một cái, đấy 60.000 một con đây. Đấy đi ra bàn này rất xịn sò nha các bác nhá. Đó quá ok luôn. Kéo thiết kế rất chắc chắn. Phần miệng kéo hở ra khá là to để khi các bác dù các bác cắt những cành to ngon lành cành đào luôn. Đó rất ok nhá. Con này thì bên em đang gửi bác một cái con kéo cành dưới đất nha, kéo cành cầm tay nha. Giá sẽ là đi 60.000 một cây. Đấy 60.000 một cây. Đấy là các bác lấy lẻ kéo nhá. Kéo cắt cành cầm tay thì là 60.000 nhá. Đấy. Còn cưa thì là 50.000. Còn khi mà các bác mua cả bộ cả kéo cả cưa nha, là combo kéo cộng cưa thì là đi 90.000 nhá. Đây em quay trực tiếp giá trên màn hình các bác đang coi đây, kéo là 60, cưa là 50, lấy combo cả kéo cả cưa cộng lại thì các bác thanh toán giúp em là 90.000 thôi các bác nhá. Đó giá rất hợp lý nhá, tùy nhu cầu. Nói chung là theo em các bác nên mua cả kéo cả cưa, giá nó rẻ hơn mà tiện, mình có cái về mình dùng luôn. Đấy, cưa này để cưa những cành to, kéo để các bác tỉa những cành nhỏ cho em là ok các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái mã về cái con dao cắt kính cắt gạch men đa năng. Các bác cứ lên mã đi, em sẽ đi con dao cắt kính cắt gạch men đa năng này. Con này thì cũng quá là xịn sò ok luôn. Sản phẩm cắt kính cắt gạch men đa năng này dùng rất là tiện nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân tay cầm này, đấy, đi kèm cho bác là ba cái lưỡi luôn, đấy ba cái lưỡi nhá, 1, 2 và 3 là một lưỡi lắp sẵn ở trên dao rồi, còn hai lưỡi dự phòng đi kèm nhá. Con này lưỡi cắt cực kỳ sắc bén luôn, các bác cắt kính này, cắt gạch men xem ok, đấy thì cắt thì rất là dễ thôi, các bác chỉ việc cầm các bác kéo này, đấy các bác kéo ở mặt trên mặt kính, mặt đá gạch men, đấy và sau khi mà các bác vạch xong, thì các bác cho em một cái tay công này, các bác công, đấy, bình thường là các bác cứ phải gõ gõ. Nhưng mà đặc biệt cái con này thiết kế thì nó dạng tay công, các bác kẹp những cái đồ mà các bác đã vạch đã cắt rồi, các bác cho đấy các bác kẹp, các bác công công nó vào, thì khi mà nó công vào cái lực nó tràn ra nó đều thì nó cho ra cái đường cắt nó đẹp quá nhá, nó đẹp mà nó phẳng, con này cắt ngon lắm. Cái này em bán khá là nhiều rồi các nhá, bán khá là nhiều này. Đó thì các bác lên mã luôn giúp em sẽ là cái con dao cắt kính cắt gạch men đa năng nhá. Giá mà em đang gửi bác là đi 130.000 một con. Đấy, dao cắt kính cắt gạch men đa năng, cắt gạch men này giá sẽ là đi 130.000 thôi. Đấy, 130.000 một con này. Đấy, bao gồm là một thân dao, một thân tay cầm đi kèm là ba lưỡi, về thoải mái quá, có lưỡi thay thế luôn nhá. Đây cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đấy, các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Con này cắt cực kỳ ngon nhá, các bác nhìn này. Mà không có máy thì các bác dùng cái dụng cụ đấy nhá. Đây là cái dụng cụ chuyên để cắt gạch men, cắt kính rất là ok luôn. Các bác chỉ cần kẹp một đường và các bác dùng cái kẹp bấm kia các bác bấm. Đấy, các bác nhìn này, người ta kẹp với cái tay công nó xoáy, nó công lên này. Đấy, cứ công cái tự động là nó sẽ nứt ra, nó tách ra luôn. Đấy, nó tách ra cái đường, nó theo đúng cái đường mà các bác vạch rất là hay. Đây các bác nhìn nhá. Tách ra nhá. Đây, đấy thấy không? Chắc chắn đấy, luôn. Công cái tách ra ngoài. Cả gạch 1 mét luôn các bác. Rất tiện nhá. Các bác muốn cắt này bán cắt khá là nhiều mà cắt rất là ngon. Đấy, đôi khi các bác không có máy các bác có thể dùng cái này. Đấy làm những cái chỗ nhỏ nhỏ, những cái chỗ dự phòng hoặc dùng gia đình cũng con này cũng ok luôn. Đấy tiện cực kỳ mà rất là ngon nhá. Mà chỉ có 130.000 bộ thôi. Đấy một bộ bao gồm là một thân bao và ba lưỡi dự phòng. Ba lưỡi đi kèo nhá là 130.000. Nên lại em sẽ là cái dao cắt kính nhá, cắt được cả kính, cắt được cả gạch men luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái con khóa số dây nhá, khóa số dây. Cái con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là đi 30.000 một con các bác nhá, 30.000 một con này. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khóa số dây nhá. Đấy, khóa số dây này. Khóa số dây 30.000 một con này thôi, chỉ có 30.000 một cái khóa số dây thôi. Nó là dạng nhỏ nhỏ mini nhá các bác nhá, chứ không phải dạng to đâu. Đấy, nhiều bác là cứ bảo em là cái dạng to. Đấy, thì con này nó là dạng nhỏ thôi, nên cái đường kính nó nhỏ thôi, nó còn tầm
10 phân nhá, hơn 10 phân một chút. Đấy. Nói chung là các bác có thể là khóa bánh xe máy, xe đạp cũng thoải mái rồi. Hoặc là khóa cổng, khóa cửa con này cũng ok. Mật khẩu đi bên em để mặc định là 4/0 nhá. Về các bác cứ xoáy cho em về 4/0 này. Đấy, các bác rút cái là tự động nó sẽ mở. Đấy, còn lúc nào mà các bác muốn khóa thì các bác cứ đảo loạn số cho em đi. Đấy, đảo loạn số lên là nó sẽ khóa luôn, có thế thôi. Còn mặc định là cứ để các bác cứ đẩy cho em về 4/0 này. Nó thẳng với cái vạch này, nhìn này. Đấy, cái vạch nhựa này, các nhìn này. Đấy, các bác cứ để thẳng cái vạch nhựa này là ok. Đây. Đấy, con này dễ dùng không mà, ai dùng luôn, người già trẻ em rồi là người cao tuổi rồi là ai có thể dùng được, nói chung là nó quá dễ dùng luôn. Đây. Đấy, đây để em xoay cái này về số 0 nhá. Đó, đây, về 4/0 một cái là rút tự động rút ra luôn, nó cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Ở bên trong này thì nó là một cái lõi dây cáp. Đó, một lõi dây cáp rất là bền luôn các nhá. Mà cái dòng này là các bác không cần phải chìa chiếc gì, nó đôi khi là các bác mang những con khóa kia các bác hay quên chìa các thứ rồi, nhưng con này không cần phải quên chìa, chỉ cần nhớ ra mật khẩu là 4/0 này, xoáy thẳng hàng cái là nó ra. Đấy, còn lúc nào muốn khóa thì các bác cứ đảo loạn lên. Mật khẩu thì chúng ai biết, chỉ có mỗi em với lại các bác biết thôi chứ còn chả ai biết. Đấy thì cứ để 4/0 là xong các nhá. Cứ đẩy về 4/0 cái là mở ra mở vào ngon cực kỳ, mà tiện cực kỳ luôn. Đấy, di động nhỏ gọn này, tiện lợi này. Đấy, nó to khoảng tầm một cái bàn tay này cho. Đó. 30.000 một con nhá. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ khóa số dây nhá. Đấy, khóa số dây. 30.000 một con này. Đấy, khóa bằng mật khẩu, khóa bằng số nhá. 30.000 một con. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái lô đèn quay này. Cái lô đèn quay 7 màu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn quay. Hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Đèn quay này, đèn quay. Cái đèn quay này thì bữa trước đang bán cho bác là 70.000. Hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có 40.000 một chiếc đèn quay thôi. 40.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là đèn quay 40.000 một chiếc. Đây, nó cắm trực tiếp cái nguồn là nguồn 220. Đấy, và đi kèm này nó có đuôi sẵn bên trong này rồi. Để về các bác chỉ việc cắm vào là các bác xài thôi. Nó sẽ gồm có là một bóng này và một cái đuôi cắm nha. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá, xoáy vào cái đuôi này, sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220. Cái đuôi này rất hay là nó có tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn. Đấy, các bác dùng mà các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhá. Đấy, vừa tiết kiệm điện này, vừa an toàn hiệu quả này. Đấy, về các bác cắm vào nó sẽ cứ quay tròn và nó ra rất nhiều màu sắc khác nhau, trang trí nhà cửa ngày Tết nhất cực kỳ là rực rỡ sắc màu luôn. Đây ơi, đấy, khi mà cắm vào nó sẽ cứ quay tròn này, các nhìn này. Đấy, quay tròn mà nó chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn này. Đó, chiếu ra những cái tia rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất ok. Đấy, nó cứ quay tròn này các nhá, cứ quay tròn này và chiếu ra rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau. Đấy, nó chiếu lên đây, chiếu lên này. Lấy cái thảm lau chân em đang dùng này. Đấy. Đây, đấy, chiếu ra rất nhiều màu sắc khác nhau và nó có cả công tắc đây nhá. Lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi nhỉ. Đấy, dùng thì bật lên. Quá ok luôn. Rất đẹp nhá. 40.000 một cái nhá, 40k nhá, 40k một cái đèn quay các nhá, đèn quay nhiều màu nhá, là 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô thắt lưng cá sấu vàng này. Lên mã em sẽ cái lô thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, để về các bác Tết nhất mình cho các bác nam giới này. Đấy, các bác mua về vừa làm quà biếu tặng này, mua về sử dụng này rất đẹp luôn nhá. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp cực kỳ đẹp này, nói chung là đẹp từ hộp vào đến bên trong luôn. Ở bên trong này sẽ là một chiếc thắt lưng tang mác đầy đủ các bác coi luôn nhá. Đấy, tang mác đầy đủ luôn, mặt cực kỳ đẹp nhá. Đấy, mặt cực kỳ đẹp, mặt hình cá sấu này. Phần da đây em bóc cho bác coi một cái. Nói chung là con này em bán khá nhiều rồi, giá nó bình dân, nó chỉ có 130.000 một cái thôi nhá. 130.000 nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng, bao gồm là cả hộp gửi tay bác luôn. Đấy chị ơi, thắt lưng đây da cực kỳ đẹp nhá, da rất là mịn sờ sướng tay. Đó, da mềm mịn nhá. Hàng của nó sẽ là hàng lẫy cài này, có nhìn những cái lẫy cài này. Đấy, hàng lẫy cài. Phần mặt rất chắc chắn nhá, phần mặt rất chắc chắn và đẹp, dày rất chắc chắn lắm. Đó, lẫy cài. Đó, về các bác đeo vào lẫy cài rất là dễ sử dụng rồi. Đó, hình mặt da cá sấu nhá. Quá đẹp luôn. Tang mác đầy đủ cho bác coi luôn nhá. Đấy, hàng mới keng, hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Đó, một chiếc thắt lưng đẹp nha. Giá thì bình dân, vô cùng bình dân luôn. 130.000 một chiếc nhá. Lên mã rồi em sẽ là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. 130k một chiếc này, bao gồm là cả cái hộp để về các bác đựng. Đấy, cũng như là mình có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đây, cả một cái hộp đẹp này luôn. Là cái hộp nó màu vàng bên ngoài mà nó bọc da màu đen, bên trong nó màu vàng, rất là đẹp luôn. Đấy, cực quý tín đây. Hộp bên trong màu vàng này, bên ngoài này, đấy, màu đen. Đấy, có logo Lacoste đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đây, về các bác làm quà con này cũng quá chất lượng luôn này. Đấy, rồi các bác mua về biếu tặng, mua về sử dụng cho em ok luôn nhá. 130k có nhá, 130.000 một cái bộ thắt lưng cá sấu vàng nha. 130.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ. Đấy, các bác nam giới mua về mình chuẩn bị chơi Tết nhất, đi Tết nhất đeo và nhìn cho nó chất chơi người rơi nhá. Đấy, rồi là
mua về làm quà biếu tặng cũng quá đẹp luôn. Ở đây quá đẹp luôn này, 130k nhá. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu vàng, là cả thắt lưng cả hộp luôn, là 130.000 luôn nhá. Đấy, quá hạt rẻ luôn. Một em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ ép chanh này. Đấy, dụng cụ ép chanh bằng inox luôn nhá. Dụng cụ ép chanh inox luôn. Về các bác dùng để cho quả chanh và quất các thứ vào đây các bác ép này. Đấy, bác chỉ việc cho đây các bác ép này. Ép là lấy nước này, còn nó giữ lại cái hạt cũng như cái bã. Đấy, mình đỡ phải lọc hạt nhiều, chỉ việc cho đây. Ép cho em cái xong. Đấy, dùng xong các bác rửa giấy ok. Inox 304 luôn, cực kỳ ok, chắc chắn nhá. Giá thì bình dân thôi. Bên em đang bán một cái dụng cụ ép chanh này với giá sẽ là 30k một cây nhá. Lên mã em sẽ cái dụng cụ ép chanh hoặc là cái ép chanh cũng được. Đấy, dụng cụ ép chanh nhá. Ép chanh này bằng inox nhá, là 30k một cái dụng cụ ép chanh này, 30.000 một cái nhá. Dùng rất là hay. Đấy, về cho các bác cắt quả chanh nhá, cắt đồ chanh nhá, cho đây cái. Bấm dập cho em xuống cái là ok. Đấy, vắt kiệt nước luôn mà còn lọc được cả hạt luôn, rất tiện dụng đấy. Vắt xong cái các bác hất ra cái lại cho quả khác vào con vắt nhá. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền các bác làm nghề pha chế này, các thứ này, rồi là các bác ở nhà. Đấy, mình cho đây mình vắt pha nước chanh trước có đủ ok này. Đấy, rồi là dùng lấy nước cốt chanh cũng rất ok. Dụng cụ ép chanh bằng inox nhá, 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này. 30k một chiếc thôi, giá rất là hạt rẻ bình dân. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn mặt với khăn tắm này. Lên mã thì em sẽ là khăn mặt và khăn tắm nhá. Khăn mặt khăn tắm để về các bác Tết nhất này, nhà con cái về đông người này. Đấy, thì các bác mua về để sắm cho mọi người dùng cả nhà luôn này. Đấy, thì hiện tại bên em đang có khăn mặt và khăn tắm nhá. Và đây có cả khăn lau bát luôn này. Khăn để các bác lau nhà bếp này. Thì đây, lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn tắm nhá, khăn tắm, lên mã em cái khăn tắm nhá. Khăn tắm này thì kích thước cực kỳ to luôn. 1m4 nhá, 1m4 nhân với lại 70. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang bán chỉ có giá là 40.000 một cái thôi. Đấy, mình mua về mỗi người dùng một cái. Đấy, đôi khi mình tắm xong có cái là mình lau người lau ngậm cho nó khô ráo luôn nhá. Đấy, đặc biệt là các bác tắm xong cái lỗ chân lông nó hay hở rất là to. Đấy, mình có cái khăn mình khoác vào mình lau cho nó khô người đi. Đấy, tránh tình trạng hay tắm xong rất hay bị cảm đột quỵ thứ giờ hay xảy ra thì các bác mua cho em cái khăn này về. Đấy, mình tắm xong, tắm rửa xong là mình có cái mình quàng luôn. Khăn các bác nhìn cái bông nó này. Đấy, rất là bông. Nó dạng kiểu lông thỏ nhân tạo nhá. Cực kỳ là mịn luôn, siêu thông hút nước nhá. Mà giá nó bình dân thôi. Dòng khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cái nhá. Kích thước rất là to luôn, 1m4 x 70. Cái này là một người lớn dùng thoải mái. Đấy, trẻ em dùng hai đứa luôn. Đó, rất to, khăn tắm Hàn Quốc nhá, 40.000 một cái này. Tiếp theo thì là cái mã khăn mặt này. Khăn mặt thì bên em sẽ bán theo set nhá, bán theo set vì giá rất là rẻ, bán theo set cả một set 10 cái luôn. Sẽ có giá là 50k nhá, 50k. Lên mã em sẽ là cái set khăn mặt. Đấy, set khăn mặt này. Set khăn mặt thì một set này sẽ là 10 chiếc này, 10 chiếc. Bữa trước bên em đang bán là 80.000 một set này, nay em giảm luôn các bác, giá chỉ cần có 50.000 thôi. Giá rất bình dân luôn, 50k một chiếc nhá. Khăn mặt cực kỳ to, cũng rất là bông thấm hút nước. Đấy, cũng của cùng hãng với khăn tắm này, rất to luôn. Khăn này kích thước của nó phải rơi khoảng tầm là đi 30 nhân với lại 40 nhá, rất to luôn nhá. Khăn to đấy, khăn dạng to chứ không phải khăn dạng nhỏ đâu. Bình thường là các bác hay mua ở quán xá giờ. Đấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 10 15.000 một cái rồi, mà cái khăn của nó rất là cứng, các bác rửa mặt rất hay nó bị rát mặt. Đây, khăn này rất là bông luôn, dùng cực kỳ thích luôn à. Đấy, bông nó sờ rất thích luôn. Đó, khăn dày rất chắc chắn nhá. Đấy, tính ra là vào có một set 10 cái là tính ra vào có 5.000 một cái thôi. Nó quá là rẻ luôn các bác. Đấy, quá rẻ luôn, mình về mình mua về sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, khoảng tầm vài 3 tháng mình thay khăn mặt cho em một lần. Đấy, mình khăn mặt thì nói chung là các bác cứ nên thay liên tục đi. Vì nó cũng các bác rửa giấy xong là vi khuẩn cái thứ là nó tích tụ lâu ngày nó không tốt đâu. Thì mình cứ mua về cả bịch này mình thay liên tục này. Đấy, một bịch này coi như là mình dùng cả năm luôn. Đấy, thì cứ vài 3 tháng mình thay một cái, vài 3 tháng mình thay một cái nhá. Một set khăn mặt 10 chiếc đang thanh lý giảm giá xả kho chỉ còn có 50.000 thôi. Khăn tắm thì cũng đang giảm giá chỉ còn có 40.000 đúng không nhá. Đấy, tiếp theo thì là cái mã khăn lau bếp này. Đấy, khăn lau nhà bếp, rồi là các bác lau bát, lau đồ vặt, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác lau dọn nhà cửa này. Đấy, thì các bác mua cho em cái set này về. Một set này thì sẽ có là 10 cái khăn nhỏ này. Đấy, 10 cái khăn nhỏ này cũng cực kỳ là bông nhá, thấm hút nước về các bác lau đồ. Đấy, và cái khăn này thì mình có thể là sau khi mà mình lau bẩn xong thì mình có thể giặt rũ phơi khô và mình vẫn có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy. Một set khăn lau bát này thì các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái khăn lau bát đi cho nó dễ, nó đỡ mình nhầm. Đó, một set khăn lau bát này sẽ có giá là 15.000 thôi các nhá, 15.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ luôn. Đấy, 15k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set khăn lau bát 10 cái nhá. Set khăn lau bát này. Set khăn lau bát 10 cái luôn nhá, 10 cái luôn. Đấy, 10 cái. Giá chỉ có 15.000 thôi, 15k thôi. Giá rất hạt rẻ để xả kho bán nhanh bác luôn. Đó, là 10 chiếc là
15k cho một cái set khăn lau bát này. Đấy, khăn cũng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất chất lượng. Về các bác lau bát, lau đĩa này, lau đồ vật này, lau đồ dùng nhà mình này. Đấy, dọn dẹp nhà cửa, lau ban bàn thờ cũng ok luôn cô nhá. Đó, một set này là 10 chiếc là 15k. Khăn tắm thì là 40.000. Còn cái set khăn mặt bên này thì đang bán là 50.000 thôi. Giá rẻ nhất thị trường luôn, để các bác dễ mua về các bác sắm Tết sắm nhất cô nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái thảm lau chân. Đấy, về để các bác dùng Tết nhất này, nhà mình nhiều khách khứa ra vào này, rồi là các bác thay những cái thảm cũ đi. Đấy, năm mới năm me thay những cái thảm mới vào cho nó đẹp này. Tết nhất người ra người vào cho đẹp nhá. Đấy thì về đây này, về cực kỳ nhiều mẫu bác khác nhau nhá, để phục vụ các bác luôn. Cái mẫu này thì đa số hiện tại bên em đang có là hình chữ nhật nhá. Của nó là hình chữ nhật thì nó rất là vừa với đa số các loại cửa. Nhà cửa ở Việt Nam hiện tại bây giờ đấy, thì nó sẽ có là một cái mặt nỉ bên trên này, siêu thấm hút nước luôn nhá. Đấy, hàng này không thấm hút nước, không lấy tiền đấy. Và mặt sau thì sẽ là một cái lớp cao su non chống trơn trượt nhá. Các bác có thể để trên mặt kính, mặt đá hoa mà không lo nó bị trơn trượt. Đây, phần mặt trước rất đẹp luôn, nỉ. Và các phần họa tiết nó in 3D này, nó thêu 3D cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất chi tiết nhá. Giá thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thảm lau chân nhá. Thảm lau chân. Thảm lau chân này thì bên em đang cũng đang giảm giá xả kho. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em về với bác mức giá rẻ giật mình luôn. 40.000 cho một chiếc nhá. 40.000 một chiếc thảm lau chân nha. 40k một chiếc. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 60. Đấy, 40 chiều rộng và 60 chiều dài nhá. Rất là to luôn. Đấy các bác để trước cửa ra vào thì mình nhìn rất là sang trọng, lịch sự, sạch sẽ, ok. Đấy, lau chân phía trước các thứ là sạch sẽ ok luôn. Và em nói luôn là hàng bên em là hàng loại 1 nhá, hàng loại dày này. Bình thường là các bác ra thị trường ấy là nó những cái hàng mà nó khâu viền các thứ à, những cái hàng nó rất nhanh bong chỉ luôn. Hàng bên em nó sẽ là hàng ép nhiệt này. Các bác cứ dùng thoải mái, em bảo hành cho bác luôn. Riêng hàng này bảo hành cho bác luôn, vì em cũng đã dùng con này khoảng tầm 2 3 năm nay rồi. Bảo hành cho bác luôn, cực kỳ là chất lượng mà nó không có cái viền này. Các bác nói chung là những cái này các bác cứ hạn chế được những cái viền này, rồi những cái chi tiết thừa ấy là nó khi mà các bác dùng ấy nó rất là sạch. Đấy, nó đỡ bị bám bẩn. Nói chung là nó càng tối giản càng tốt, vì những cái đồ này là đồ mình để dưới đất mà. Đấy, nên là mình cứ càng tối giản chi tiết nó càng sạch sẽ mà, các bạn. Đó. Thì hàng cam kết bác là hàng loại 1 nhá. Các bác cứ đặt thử cho em những cái shop khác đi. Đấy, những cái shop khác hàng nó rất là mỏng hoặc là nó khâu viền. Những hàng khâu viền ấy thì nó rất hay bị bong. Đó, thì đây, hàng của em sẽ là hàng ép nhiệt nhá. Hàng ép nhiệt, hàng loại 1 luôn. Đó. Cầm một cái thảm ấy nó nặng trịch luôn nhá, cầm một cái thảm nó nặng trịch luôn, rất chất lượng luôn nhá. Thảm lau chân nhá, thảm lau chân đang gửi bác là sẽ là 40k một chiếc thôi. 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 40 x 60, đang giảm giá xả kho. Đây các bác cho em, các bác nhìn này, rất nhiều mẫu mã đẹp nhá các bác nhá, cực kỳ nhiều mẫu mã đẹp. Thì em nhắc luôn là hàng này thì bên em không chọn mẫu nhá, bên em sẽ nhặt cho bác ngẫu nhiên thôi, vì nó nhiều mẫu lắm ạ. Nhiều mẫu lắm, nói chung là toàn những cái mẫu mà nó trang nhã, phù hợp với lại tất cả những người Việt Nam bây giờ. Đó, thảm lau chân nhá. Kích thước 40 x 60, giá đang gửi bác là đi 40.000 một tấm nhá, 40.000 một tấm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp ong này, lọ sáp ong để về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ nhá. Đấy, chuyên dùng các bác đánh bóng đồ gỗ dùng rất hay luôn. Đấy, chất liệu này 100% là từ sáp ong này. Đấy, 100% natural, sản phẩm tự nhiên nhá. Đấy. 100% từ sáp ong, một lọ là khoảng tầm 80g. Đấy, về các bác xài được khá là nhiều đấy. Về các bác chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ, đồ nội thất các thứ nhà mình nó ok. Giá bình dân hạt rẻ thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, lọ đánh bóng đồ gỗ, một hũ đánh bóng đồ gỗ này với giá chỉ có 20k thôi, 20k nhá. Đánh bóng đồ gỗ này, đánh bóng đồ gỗ 20k một hũ thôi nhá, 20.000 một hũ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân, 100% sản phẩm tự nhiên từ sáp ong nhá, nên là các bác đánh bóng đồ gỗ nhìn rất là bóng đẹp, nó tái tạo màu rất tốt. Đấy, đồ gỗ trước lâu ngày các bác tiết nhất muốn đánh cho nó bóng lại điện đẹp hơn này. Đấy, các bác mua cho em cái lọ này về 20k một lọ nhá. Sáp ong đánh bóng gỗ. Tiếp theo thì về lên luôn cho bác, đó là cái chai xịt inox này, chai xịt mạ inox nhá, chai xịt mạ inox. Em báo giá luôn, một chai này sẽ có giá là 50k. Lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Một chai này sẽ có giá là 50k một chai. Đấy, 50k một chai. Một chai này thì có dung tích là 350ml, tương đương với là 180g. Đó, về các bác dùng để xịt vào đồ đạc nhà mình. Đấy, những cái chỗ nào mà nó đang bị rỉ sét nhá. Đấy, các bác dùng để các bác xịt vào cho em. Đấy. Trước khi xịt thì các bác nhớ cho lắc đều. Đấy, lắc đều, sau đó các bác xịt tiếp vào cái chỗ nào mà các bác cần phủ lên. Đấy, để cho nó mới đẹp hơn. Đấy, đặc biệt là Tết nhất các bác xịt lên đồ đạc có thứ như mình nhìn cho nó mới đẹp hơn nhá. Các bác mua cho em cái chai này về 50.000 một chai nhá, 50.000 một chai. Xịt lên cửa giá, những chỗ nó rỉ sét là rất là sạch luôn. Đó. 50k một chai nhá, chai xịt mạ inox nhá. Đây em sẽ xịt thử cho bác một chút này. Đấy, xịt thử bác một chút để xem về cái thành quả nó như nào nhá. Đây xịt cho bác coi.
Đấy, con thấy không? Đây này, các nhìn này, đấy, hai bên nó khác hẳn nhau nhé, một bên nó bóng lên luôn, một bên là nhìn nó cũ hẳn đi này. Đấy, các bác dùng để các bác xịt mẹ inox lên nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác xịt cứ đều đều tay cho em, lắc lắc đều các bác xịt nhá. Đấy, nó bóng lên sáng láng luôn, mình nhìn này, bóng sáng trưng luôn nhá. Đó, 50k một chai nhá, 50k một chai này. Đấy, 50k một cái chai xịt mẹ inox nhá. Đấy, 50k một chai, dùng rất hay luôn. Đó, chai xịt mẹ inox nhá. Đó là cái này là cái chai xịt tẩy rửa nhà bếp nhá, xịt tẩy rửa nhà bếp. Chai này thì hiện tại em đang có giá sẽ là 40.000 một chai. Đấy, bữa trước đang bán là 60.000 đấy, đợt này cũng đang giảm giá xả kho thì có 40k thôi. Lên mã em sẽ là cái chai xịt tẩy rửa bếp nhá. Đấy, xịt bếp tẩy rửa bếp này. Giá đang của bác là 40k nhá. Con này nó là dạng bọt, về các bác cứ xịt trực tiếp vào những cái chỗ nào nó cáu bẩn, vết bẩn đấy. Sau đó các bác ngâm cho em, đến lúc nào nó tan bọt thì các bác dùng cái máy này các bác đánh cùng, hoặc các bác có thể dùng những cái bàn cọ, bàn cạo rồi các bác đánh. Đấy, cọ xong con nồi các bác đánh nhá. Một chai 500ml hương chanh cam nhá, cực kỳ thơm luôn. Đấy, hương chanh cam rất thơm. Đây em sẽ xịt cho bác coi. Nó là dạng bọt nhá, nó là dạng bọt này. Đây này, em xịt cho bác coi. Xịt thì các bác nhớ cho em lắc đều này. Đấy, nó là dạng bọt này. Đấy, khi mà xịt thì nó sẽ ra bọt này này. Đấy thì các bác cứ để nó tan bọt thì nó sẽ làm sạch bẩn, và bắt đầu là các bác dùng cái bàn cọ, bàn cạo thì các bác cọ cạo đi, xịt đi. Sau đó các bác dùng một cái khăn khô các bác lau sạch hết những cái bọt, cái dung dịch còn lại là ok. Con này nó dựa những cái công thức là nó sẽ phá tan những phần cấu trúc của cái dầu mỡ nhá. Đấy, để khi mà các bác vệ sinh, đặc biệt là các bác vệ sinh nhà bếp nó rất là dễ dàng vệ sinh, rất hay luôn. 40.000 một chai nhá. Lên mã em sẽ là chai xịt bếp đang gửi bác là 40k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bình lọc dầu thừa nhá, bình lọc dầu thừa. Đấy, nhà các bác Tết nhất này. Đấy, ngày Tết ngày nhất là hay nấu ăn nấu nước nhiều này. Đấy, các bác mua cho em cái bình này về. Đôi khi là các bác dầu mình rán một lần đấy, bỏ đi thì hơi tiếc, thì các bác mua cho em cái bình này về nhá. Đấy, để các bác lọc những cái dầu thừa. Đấy, dầu mà mình vẫn có thể dùng được ấy. Các bác lọc, mua cái bình này về các bác lọc này. Inox 304. Cái bình này thì dung tích của nó khoảng tầm 1 lít 3 nhá, khá là nhiều. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái bình như này này, một cái bình nha. Đây để em lấy cho bác coi. Đấy, một cái bình nha. Đấy. Một cái bình dung tích 1 lít 3 này, khá là to luôn. Đi kèm là một cái lưới lọc nhá, một cái lưới lọc và một cái phễu lọc như này. Đấy, dạng lưới thì về các bác có những cái dầu thừa các bác đổ trực tiếp đây thì nó sẽ qua cái màng lọc này, nó sẽ lọc hết những cái cặn. Đấy, cái cặn này các bác sẽ bỏ ra, còn lại nó sẽ để giữ nguyên được những cái dầu trong suốt, thì lần sau ví dụ các bác có thể lấy cái dầu đấy mình dùng thêm một lần, một vài lần nữa. Đấy, vừa tiết kiệm mà nói chung là đỡ lãng phí nhá. Đấy, đỡ lãng phí. Và đi kèm nó có cả một cái nắp vung đậy này. Đây, cái phần quai này về các bác lắp vào. Đấy thì có cả một cái nắp vung đậy, đậy rất là kín luôn. Đấy, để đỡ bị ruồi bọ thì nó bâu vào này. Đó, ok luôn. Đấy, dùng xong rồi các bác đậy vào ok. Đấy, và có cả cái lưới lọc nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình lọc dầu thừa nhá. Đấy, bình lọc dầu thừa để các bác sử dụng nhà bếp, lọc dầu thừa, dầu thải các thứ ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là đi 40k thôi. À xin lỗi bác là 50k. Đấy, bình lọc dầu nhá, bình lọc dầu thừa, bình lọc dầu thừa này. Đang gửi bác là 50k nhá. 50k cho một cái bình lọc dầu thừa inox 304. Bình này dung tích là 1,3 lít nhá, 1,3 lít, khá là to luôn đấy. Đó thì cái bình này sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì nó sẽ gồm có là một cái lưới lọc này. Đấy, về các bác mỗi lần mà có dầu thừa mình dán một lần xong vẫn có thể dùng được thì các bác cho vào cái này các bác lọc. Đấy, qua cái dây lọc này các bác lọc này. Lọc xong rồi các bác lại có một cái lượt dầu mới để các bác có thể lần sau tái dụng được coi nhá. Đó, 50k một cái bình lọc dầu thừa nhá, 50k một cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái giá đỡ bát sen này. Cái giá đỡ bát sen để về các bác nhà mà các bác hay đang hỏng cái bát sen, đang hỏng cái giá đỡ bát sen ấy. Ở nhà thì các bác mua cho em cái này về các bác thay. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải đục đẽo gì. Về các bác chỉ việc bóc cho em cái lớp bảo vệ băng dính bên trong này. Đấy, các bác bóc cho em cái lớp này ra. Đấy, các bác vào như này. Bóc cho em cái lớp bảo vệ này ra, sau đó các bác dính trực tiếp vào lên tường nhá, dính trực tiếp lên tường. Rồi là lên gạch men đá hoa thứ là rất chắc chắn luôn. Đấy. Về các bác sử dụng mình treo bát sen là thứ lên, nó đẹp sang trọng nhá. Giá em đang bán một cái giá đỡ bát sen này, lên mãi em sẽ là cái sản phẩm là cái giá đỡ bát sen. Giá đỡ bát sen nhá. Giá đỡ bát sen này đang có giá là đi 30k một chiếc nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Đây em quay trực tiếp cái anh em đang xài đây. Nó cực kỳ là chắc luôn mà rất là lâu, rất là bền rồi, em xài nó còn tầm gần 2 năm này, rất là bền. Đó, và rất là hay. Về các bác đỡ phải khoan đục nhiều lần. Về chỉ việc dán ra, bóc ra dán trực tiếp vào cái chỗ mà các bác cần đục, khoan đục ấy. Đấy, thì rất là tiện luôn. Đây này bác ơi, cái anh em đang dùng đây này, cái anh em đang dùng thì nó là khác màu kia này. Đấy, nhưng mà dính vào rất là chắc luôn nhá. Dính vào các bác cứ giật thoải mái luôn, giật cho em thoải mái, đu thoải mái luôn. Dính cực kỳ chắc nhá.
và rất là hay. Đấy, nó có điều chỉnh cả các mức các nấc luôn này, rất là hay nhá. Đấy, về các bác chưa có cái hoặc là hỏng cái giá đỡ cũ như mình thì các bác mua này về các thay, không cần phải khoan đục gì, chỉ việc vệ sinh sạch cái chỗ các bác cần dán, sau đó các bác dán trực tiếp vào là nó ăn nó ok. Đấy, rất tiện dụng luôn nhá. 30.000 một cái giá đỡ bát sen này nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về thêm cho bác đó là cái ghế inox này. Ghế này thì giá bình dân thôi. Ghế này thì em báo giá luôn. Đang bán cho bác là 50k nhá, 50k lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái ghế inox nhá. Ghế inox dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp các bác, dạng thấp thôi, nó không phải dạng cao đâu. Dạng thấp view các bác hay ngồi nấu ăn nhà bếp này, ngồi nhặt rau nhặt cỏ này, ngồi làm hàng làm quán nhá này. Ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. Nó chỉ có 50.000 một chiếc thôi. Nhưng mà chất liệu toàn bộ bằng inox nhá, nên là các bác xài yên tâm là nó rất là bền. Đấy. Này, hàn nhựa các thứ này rất chắc chắn luôn. Có phần khung chéo này, cái xương chéo này các bác yên tâm ngồi nó rất là chắc. Đấy. Và cái phần mặt ghế này rất là to. Bình thường là các bác mua những cái ghế rất là nhỏ ấy. Như con này mặt ghế rất to, mặt ghế nó gần 30 cơ. Đấy, mặt ghế của nó là 25 rồi này. 25 này, đặc biệt là bác nào mông to tí ngồi nó thoải mái, nó bìa ra được. Đôi khi các bác ngồi những con ghế bé ngồi nó bị cấn ghế nhá. Đấy, chân này có phần bọc cao su chống chân trượt ok luôn. Đấy, chiều cao của nó em đo luôn nhé, chiều cao nó rơi thấp thôi, chiều cao nó khoảng tầm là đi có là chiều cao là khoảng tầm 12 nhá, 12 cm. Đấy, chiều cao khoảng tầm 12 cm, nói chung là dạng ghế vừa vừa. Đấy, đặc biệt cho các bác ở nhà hay ngồi nhặt rau nhặt cỏ này. Đấy, ngồi ăn cơm nước này. Đấy, ngồi làm việc những cái việc lặt vặt giờ ok. Đấy, sử dụng nhà một hai cái, nói chung nhà nào cũng nên có một hai cái nha, đôi khi rất là cần đó. Rồi ví dụ như là mình ngồi bếp nấu bếp các thứ sử dụng ok luôn, rất chắc chắn luôn nhá, hàng cực kỳ chắc chắn đây. Bình thường là các bác hay mua những cái con ghế nhựa này, như nhà em mua ghế nhựa, mỗi em mua ghế nhựa của Việt Nhật này, nhưng mà cũng không thua, về cũng chỉ được một thời gian cái là nó bục hết cái đít này, các bạn nhìn này nó vỡ hết đít luôn, ngồi lâu nó bị vỡ hết đít. Đấy thì các bác về dòng này yên tâm đi, ngồi em bảo hành bác luôn, vì ở đây nó làm cái sống này, cái sống là nó sẽ đệm giữa đây luôn, nên là nó ngồi nó rất là chắc, ngồi rất là chắc, nó bị bục hay nó bị võng luôn nhá, ngồi cực kỳ ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm với cái ghế inox dạng thấp nhá, ghế inox dạng thấp đó, 4 chân, giá sẽ là 50k cho một chiếc ghế inox dạng thấp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm SA78 này. Đấy, con này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, giá thì cũng hạt rẻ bình dân thôi. Đó, hơn 200.000 một cây đâu nhá. Đây, một con dao cực kỳ chất lượng luôn. Hàng mới keng beng nha, hàng con này của Colombia nhá, Colombia này, USA nhá. Mã của dao của nó sẽ là mã dao SA78. Về các bác mua dùng để mình sưu tầm, mua để bày lên trang trí này, rồi các bác hay đi rừng đi phượt này. Đấy, đi rừng đi núi các bác sàng này cho em rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm có ốp gỗ hai đinh tán đồng luôn này, vân gỗ lên cực kỳ đẹp nhá. Đấy, có bo chuôi các thứ đầy đủ luôn. Đấy, nhìn rất chất lượng nhá. Mã dao sẽ là mã dao SA78 nhá, phần sống dao rất là dày. Đấy, các bác có thể chặt này, thái thứ cho em ok luôn, cực kỳ ok đó. Đi kèm này sẽ có là một cái bao đựng này nhá, một cái bao đựng này để ví dụ như là mình các bác có đeo vào cái phần hông thắt lưng ấy, thì các bác xỏ cái dây hông vào cái lỗ này. Đấy, cái dây thắt lưng vào cái lỗ này các bác đeo vào hông này. Đấy, rất ok, lúc nào dùng thì mình rút ra, không dùng bác bỏ vào cái bao này cho. Đấy, vừa bảo vệ tránh bị va chạm khỏi lưỡi, phần lưỡi dao đầu dao. Đấy, cũng như là bảo vệ phần lưỡi nhá, bảo vệ chính bản thân các bác luôn. Giá thì hiện tại em đang bán cả bộ như này là cả cây cả vỏ như này. Giá sẽ là đi giá của nó sẽ là 250.000 một cây nhá, 250.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao dao SA78 này. Đấy, dao sưu tầm SA78 này. Giá sẽ là 250.000 một cây. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, giá rất tốt nhá. 250.000 một cây dao sưu tầm SA78, bao ship tận nhà. Đi kèm cho bác là cả một cái vỏ bọc này luôn nhá. Đấy, cả một cái vỏ bao đựng này luôn. Đó là full bộ nha, là cả vỏ bao cả bọc là cả dao là 250.000 một cây nhá. Đấy, các anh cùng ngắm lại này, cầm rất vừa tay luôn. Đấy, cầm rất vừa tay, cầm nặng trịch luôn nhá. Đó, 250.000 một cây thôi. Mã dao sưu tầm SA78 nhá, 250.000 một cây, bao ship nhà luôn. Nhiều bác hỏi là cái con lưỡi này có sắc không, thì cam kết bác là cực kỳ sắc luôn. Con này thì cực kỳ ngọt ngào, lưỡi sắc lắm, lưỡi cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, các bác mua về chặt thái ok luôn nhá. Tiếp theo thì đây, về thêm cho bác đó là cái lô thiếc hàn này. Nhiều bác nhựa thông ấy, xin lỗi bác là nhựa thông. Nhiều bác hỏi nhựa thông có không thì đây, về cái dạng hũ nhỏ nhỏ thôi để về các bác xài. Nhiều bác là kiểu dùng gia đình đấy, dùng mua nhiều quá đôi khi là người ta không bán, mua ít quá đôi khi không bán, mà mua nhiều thì dùng hết. Đấy, thì đây
về cái mã này nó rất là vừa vừa này, để về các bác dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ít con này cũng ok. Đấy, nói chung là một cái hũ này dùng cũng thoải mái rồi, khá là nhiều nhá, khá là nhiều luôn. Đấy, một hũ nhựa thông này thì hiện tại anh em đang có giá là 10.000 một hũ nhá, lên mã cho em xem là cái nhựa thông nhá, đang ở bác là 10k nhá, 10k cho một cái cục nhựa thông nhỏ nhỏ này, 10k một cục nhá. Đấy, 10.000 một cục nhựa thông nhá, 10k một cục nhựa thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái cây nhíp kẹp này, cái cây nhíp kẹp, cái cây này cũng rất là hay. Đấy, cũng chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, anh em thợ linh kiện nó thứ rồi sửa chữa. Đấy, đồ nghề sửa chữa nên có những cái cây nhíp này rất là hay. Cái đầu của nó rất là hay, là cái đầu của nó làm rất là nhọn này. Đấy, để ví dụ như những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như này này. Đấy, những con linh kiện nhỏ tí này các bác vẫn có thể gắp được này. Đấy, hoặc các bác con này các bác thậm chí các bác có thể gắp được cả một cái sợi tóc nhỏ tí luôn. Đấy, sợi lông sợi tóc nhỏ tí cũng vẫn được gắp luôn này. Đây này. Đó, có dùng để các bác gắp nhá. Đấy, giá rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 15.000 một cây nhá, 15k một cây. Đấy, 15k một cây rất là nhỏ đây này. Các bác nhìn này, đấy gắp nhỏ tí nhá, vẫn có thể gắp được này. Vì cái phần đầu nó làm rất là nhọn. Đấy, các bác nhìn nhá, phần đầu làm rất là nhọn luôn. Nên là nó rất là dễ dàng gắp những cái dạng chi tiết nhỏ nhỏ này này. Đấy. Cái này nhiều bác em hay bán về để các bác hay nhặt cái lông yến ở tổ nhá, lông yến ở tổ. Đó, hàng Vetus này. Cực kỳ xịn luôn nhá. Đó, giá đi bình dân chỉ có 15.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái cây nhíp kẹp các nhá, cây nhíp kẹp. Cây nhíp kẹp thì đang có giá là đi nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này đang có giá là đi 15k một cây nhá, 15k. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này nhá, 15k một cây. Các bác chuyên để các bác kẹp những cái chi tiết rất là nhỏ luôn. Đấy, dạng nhỏ xíu xíu ấy, các bác dùng cây này cho 15k một cây. Cái đầu nó rất là nhọn nên là các bác kẹp nó rất là dễ. Đó, 15k một cây nhíp kẹp không nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó là cái dòng pin pin dùng cho điều khiển remote này, là ví dụ như điều khiển cửa cuốn này, các bác xài con pin được chưa? Đấy, pin của nó thì cái mã của nó sẽ là pin 23V 12A nhá, 23V 12A. Đấy, ví dụ các bác hay dùng những cái bộ điều khiển từ xa ấy, remote ấy, là các bác hay dùng cái pin này này. Đấy, rồi là đặc biệt là nhiều bác hay mua cái bộ remote này em ấy, về thì nhiều bác cứ bảo là nó hết pin rồi, không có pin thay. Thì đây, nay em về cho bác cái mã này để về các bác mua về các bác thay này, thay trực tiếp vào cái remote điều khiển từ xa của nhà bác để các bác xài nhá. Đấy, nhiều khi hết pin vì cái pin nó rất là khó mua ấy. Pin này với anh em gọi là ôm lô thanh lý ít hàng công ty nó tuồn ra thì mới có những cái mã như này thôi. Đấy, pin 23A 12V nhá. Đấy, chuyên để các bác lắp ở remote điều khiển, hoặc các bác lắp ở ví dụ như là cái remote điều khiển cửa cuốn ấy, nó hay dùng cái pin này này. Đó, về các bác xài. Nói chung là cái mã pin nó rất là dị nhá. Pin 23 12V. Đó. Giá thì hiện tại em đang bán một viên này chỉ có 10.000 thôi, 10.000 viên nhá. Lên mã cho em sẽ là cái pin 23 12V. Đó, 23 12V. Đang gửi bác một cái viên pin này là 10.000 một viên, 10k nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. 10k nhá, pin 23 12V nhá, 10k một viên nha. Rồi sau đó tiếp theo thì em về thêm cho bác đó là cái túi nước giặt này. Lên mã em sẽ cái túi nước giặt nhá. Bữa trước đang bán cái hộp nước giặt nhưng mà cái hộp nước giặt bây giờ nó cái mã nó hết hàng rồi. Đấy thì nó ra cái sản phẩm mới rồi. Đó là cái hàn giặt 5 trong 1 này. Đấy, một cái túi này nó khoảng tầm 40 viên nhá. Đấy, khoảng tầm 40 viên thì về các bác giặt cho em thoải mái luôn. Đấy, một cái túi này 40 viên với giá thì bên em đang gửi bác là 40.000. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là túi nước giặt 40 viên. Giá bên em đang gửi bác là 40.000 một túi này. Đấy, nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Khử khuẩn này, rồi là làm sạch quần áo này, khử mùi này, rồi là làm thơm, làm sạch quần áo nhá. Đấy, nó sẽ là 5 trong 1 như này. Đấy, nó sẽ có là 5 cái màu khác nhau này, 1 2 3 4 5. Đấy, ở giữa thì là làm thơm quần áo, xung quanh thì là làm sạch khử khuẩn, rồi là xả mềm quần áo nhá, làm mềm vải nhá. Một cái viên này thì các bác cứ giặt cho em khoảng tầm 2 đến 3 kg quần áo, tức là khoảng tầm 4 5 bộ. Đấy, ví dụ như nhà các bác nhiều thì cứ thả ra khoảng tầm mỗi lần giặt khoảng tầm 3 viên, còn nếu mà ít quần áo thì mỗi lần khoảng tầm 1-2 viên thôi là cũng thoải mái rồi, thoải mái làm quần áo các bác thơm tho sạch sẽ rồi, dùng thích cực kỳ. Cái này em bán khá là nhiều đấy. Đấy, và cái mã này dùng ok đấy vì nhà em cũng đang xài cái mã này mà. Đấy, cứ lên mã gì em sẽ được cái túi nước giặt 40 viên nhá, nó giặt rất là sạch, rất là thơm nhá. Đấy, rất là sạch, rất là thơm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, một túi này là 40 viên, về các bác xài thoải mái cho em luôn. Đây, đấy, 5 trong 1 luôn. Về các bác không cần phải thêm dầu xả hay là thêm cái gì cả. Về các bác chỉ việc là vứt một cái viên này vào trong, một hai viên vào trong cái lồng giặt, là khi mà nó kết hợp với nước là nó sẽ tự động nó vỡ ra coi nhá, tự động nó vỡ ra, dùng thích lắm. Đó. Túi nước vặt giặt là 4 viên 5 trong 1 nhá. Đấy, 5 trong 1, giá của nó sẽ là đi 40.000 cho một túi này nhá. 40.000 một túi này.
đấy, 40.000 một túi. Cứ lên mã anh em sẽ là túi nước giặt 5 trong 1 này, đấy 5 in 1 này, 40.000 một túi. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này, dùng thích lắm. Đây. Ai chưa thử hàng giặt 5 nhất định phải dùng thử nhé. Khử khuẩn lưu hương làm mềm làm sạch. Viên này còn to hơn là viên cũ rồi nên là dùng rất là ok luôn. Chỉ cần ném trực tiếp vào trong máy giặt của lá bưởi thơm rồi. Ai chưa thử hàng giặt 5 trong 1 này thì nhất định phải dùng thử nhé. Khử khuẩn lưu hương làm mềm làm sạch. Viên này còn to hơn là viên cũ rồi nên là dùng rất là ok luôn. Đấy. Chỉ cần ném trực tiếp. Khử khuẩn lưu hương này làm mềm làm sạch vải nhá. Đấy các bác dùng thì các bác chỉ việc là vứt trực tiếp cái viên này vào trong lồng giặt, không cần phải đong đếm hay gì cả các bác nhá. Đấy, một viên thì các bác cứ giặt trong, cứ định lượng theo khoảng tầm 2 đến 3 cân quần áo là các bác xài. Đấy, ví dụ gia đình nhà mình ví dụ nhiều nhiều được khoảng tầm 3 4 viên. Còn không thì ít ít cứ khoảng tầm 1 2 viên là ok. Đấy, không cần phải đong đếm nhiều cả, chỉ việc là vứt 1 2 viên mà là xài thôi. Đấy, nhiều nhiều quần áo thì cho thêm cho em. Đấy, còn không thì cứ tầm 1 2 viên là đẹp rồi. Đấy các bác, cái này cũng có thể giặt tay luôn nhá. Giặt tay thì các bác cứ thả vào trong nước là nó sẽ tự động nó vỡ ra, nó tan ra. Đấy, còn giặt máy thì các bác cứ thả thẳng vào trong lồng giặt là các bác giặt thôi. Đấy. 5 trong 1 nhá. Túi nước giặt 40 viên 5 trong 1, 40.000 một túi nhá. Đấy, 40.000 một túi nha. Hàng rất xịn, hàng của Nhật đấy nên rất xịn các bác nhá. Rồi tiếp theo thì em về lại về cho bác, đó là cái mã giấy ăn này. Đấy, mã giấy ăn nhá. Thì bên em có hai mã, là một mã giấy cam và một mã là thùng giấy rút nhá. Thì em sẽ quay cái mã giấy cam trước này. Các bác lên mã giúp em sẽ là cái thùng giấy cam 20 gói nhá. Một thùng giấy cam này là 20 gói. Bên em đang gửi bác là 150.000 một thùng này. Một thùng là 20 gói nhá. Nhiều bác hỏi là giấy có xịn không, giấy có bị mùi không, rồi là giấy có ngon không. Thì đây, cho bác coi luôn. Đấy, một cái túi này của nó là đi xem nào. Một túi này của nó là 360 tờ nhá. Đấy, 360 tờ, rất là nhiều luôn. Mà một cái thùng này của nó là 20 gói với mức giá là 150.000 quá nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái thùng giấy cam 20 gói nhá, 20 gói 150.000 cho một thùng này. Đấy, là bán cả thùng nhá, là 150.000. Đấy, thì giấy đây. Giấy thì cực kỳ xịn luôn, giấy xịn, giấy dai nhá. Giấy hàng giấy xịn, giấy dai nhá, chứ không phải dạng giấy bỏ đâu ạ. Dạng không phải dạng giấy, các bác nhìn này, em giật thoải mái luôn. Đấy, nó không phải dạng giấy bỏ đâu. Những dạng giấy bỏ các bác vò này. Đấy, các bác vò cái là bắt đầu là nó sẽ mủn hết luôn như các bác nhìn này. Đấy, nó vẫn còn thành nếp và nó rất là dai. Đấy. Về hàng này em cứ bao dùng bác luôn, các bác cứ mở ra kiểm tra thoải mái. Dòng giấy loại xịn nên yên tâm về chất lượng này. Đấy, đây một tờ của nó rất là nhiều lớp này, 4 lớp luôn này. Đấy, xịn cực kỳ. Đấy, cái này là hàng xịn nhé. Và em lấy hàng này là hàng xịn đấy, chứ không phải hàng cứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, thì là cái thùng là thùng giấy cam, vì cái gói của nó là gói màu cam thì em gọi luôn sẽ là thùng giấy cam nhá, 20 gói nhá, là 150.000. Còn nếu mà các bác lấy nửa thùng thì sẽ có giá là 80.000. Nửa thùng thì của nó sẽ là 10 gói nhá. Đấy, nửa thùng là 10 gói, em ghi đây là ghi nhầm này. Nửa thùng là 10 gói nhá, nửa thùng là 10 gói. 10 gói này thì sẽ là đi 80.000, còn các bác lấy một thùng là 20 gói là 150.000. Đấy, mua về bắt đầu là các bác sử dụng Tết nhất này, nhà nhiều cỗ nhiều bàn này, các thứ này, các bác xài mua cả thùng về các bác xài được, xài dần, hoặc ví dụ các bác nào dùng ít thì mình có thể mua nửa thùng nhá. Còn cái dòng này thì em nói luôn là đợt này bên em cái giấy này giá nó cao nên em không bán lẻ gói nhá, bán lẻ gói nó khó bán vì sợ các bác bảo là đắt, vì bán lẻ gói nó khó lựa thì thôi em bán cứ theo nửa thùng một nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là nửa thùng giấy cam là 80.000 là 10 gói, còn các bác lấy cả thùng 20 gói là 150.000. thông cảm giúp em là lần này em không bán lẻ nhá, cái này em không tách lẻ. Đấy, bán là bán một lúc là cả thùng hoặc là nửa thùng luôn. Nửa thùng thì là 80.000 10 gói, còn một thùng 20 gói thì là 150.000. Đấy, nhớ giúp em là không bán lẻ nhá, không bán lẻ nhá, vì đợt này là cái hàng này em không tách lẻ, thông cảm với em đấy. Đấy thì em cũng nói luôn, thông cảm nhá. Rồi tiếp theo thì về bác cũng là cái giấy rút hoa hồng này. Đấy, cũng là hàng xịn luôn nhá, hàng giấy xịn, hàng giấy da đấy. Một cái túi này của nó là 1.100 tờ nhá, một gói này là 1.100 tờ. Thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái thùng giấy rút nhá, thùng giấy rút 10 gói. Đấy, thùng giấy rút 10 gói thì một cái thùng này của nó sẽ là 170.000. Đấy, một thùng 10 gói như này là 170.000 này. Nó là dạng giấy rút nhá. Những cái dạng này thì nó cũng là rút nhưng mà dạng rút để bàn. Đấy, nó để bàn. Còn cái dạng này của nó là dạng treo lên. Đấy, về các bác có cái móc các bác treo nó lên. Sau đó ví dụ các bác treo ở nhà vệ sinh, nhà tắm. Sau đó các bác bóc cái này ra treo, bóc cái này ra. Ở đây nó có một cái đường chỉ này. Đấy, các bác xé cho cái này ra. Xé cái này ra nhá. Đó, và các bác xé cái này ra và bắt đầu cứ thế là các bác rút được thôi. Đấy, cứ như này các bác rút ra này. Đó, các bác treo nó lên. Sau đó cứ thế là các bác rút ra. Hàng cũng là hàng loại xịn nhá, hàng giấy giấy dai nhá, và giấy là không có mùi nhá. Đấy, giấy dai, giấy không mùi. Đấy thì một thùng này thì là đi 10 gói nhá. Một gói này là 1.100 tờ.
Đấy, cũng là hàng loại xịn, hàng giấy và hồng, giấy loại xịn nhá các bác nhá. Thì một một cái thùng như này thì là 10 gói thì là 170.000, còn các bác lấy nửa thùng 5 gói nhá, nửa thùng 5 gói thì là 90.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu. Còn bên em không bán lẻ gói một nhá, không bán lẻ gói một, là bán là lấy là một lúc là một thùng, hoặc lấy một lúc giúp em là nửa thùng luôn, chứ không bán lẻ gói, vì hàng này bên em không bán lẻ, không tách lẻ nhá. Giá nó rẻ lắm rồi nhưng thôi, không tách lẻ, bán là bán theo gói, bán theo nửa thùng hoặc một thùng luôn. Thì nhắc lại với các bác này, một thùng này là 10 gói này thì là 170.000 là 10 gói, còn các bác lấy nửa thùng 5 gói thì là 90.000 nhá. Đấy, lấy nửa thùng 5 gói thì là 90.000. Hàng giấy rút hoa hồng loại xịn nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thùng giấy rút treo tường. Đấy, giấy rút treo tường là 170.000. Còn cái này là giấy thùng giấy màu cam các bác nhá. Giấy màu cam thì là đi vỏ màu cam thì là 20 gói là 150, lấy nửa thùng 10 gói 80.000 các bác nhá. Đấy, tùy nhu cầu, các bác lấy mã nào thì báo cho em. Có hai mã, mã giấy rút và mã giấy cam các bác nhá. Cái này thì em cũng đã quay video rồi, em báo giá nhanh luôn này. Cái bình trà này dung tích 1 lít này. Đấy, về các bác ủ trà, ủ cà phê này. Đấy thì các bác cái này em đang gửi bác là 90.000 một cái này. Đấy, 90.000 một cái bình pha trà này. Pha trà, pha cà phê, ủ trà, ủ cà phê đây cũng khá là ngon này. Đấy, 90.000. Đấy, ngoài ra thì còn rất nhiều những mã hàng mới nữa thì các bác cùng đón xem video nhá. Đấy, em cũng có đăng video hết rồi. Cái bếp nướng này của Sơn Hau thì là đi 280 này. Còn cái bếp hồng ngoại kia thì là 390 nhá. Đấy, rồi là có cả cái cối xay bằng thủy tinh như này, cái cối xay bằng thủy tinh rất là xịn luôn. Mua một được hai này. Đấy, một cối 2 lít rưỡi, một cối nửa lít này. Cái cối xay thủy tinh này thì là 350 nhá. Đấy, 350. Đấy. Rồi là có cả cái mã dao chặt đây này. Mã dao chặt nặng 800 g này, 150.000. Đấy, cái này cũng có video rồi thì các bác cứ đón xem video. Em có quay kỹ video, cái này em báo giá nhanh thôi. Đấy thì các bác cùng đó xem video nhé, xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh nhé, để mà các bác xem tiếp những sản phẩm tiếp theo. Đó là cái thảm ngải cứu này, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thảm ngải cứu. Đấy, bắt đầu đang vào mùa lạnh rồi, các bác mua cho em cái thảm ngải cứu này về dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ có tác dụng là giữ ấm cho cơ thể này, rồi là giúp đả thông kinh mạch này. Đấy, lưu thông máu, mạch máu, khí huyết được. Bác nào đau người đâu ngậm, đau lưng, đau đốt sống cổ các thứ, rồi đau cổ vai gáy, đau lưng, đau toàn thân, các bác dùng cái thảm này để các bác trường. Nó là chiết xuất từ ngải cứu nhá, bên trong là sẽ có ngải cứu đấy, và những cái thành phần dược liệu nhá. Thì khi mà sử dụng các bác về cắm điện vào thì nó có một cái dòng điện chạy qua, nó sẽ làm nóng cái thảm này lên đấy, và cái ngải cứu nó sẽ bốc lên, nó sẽ trường vào cơ thể của bác nhá, giúp các bác là khỏe hơn, người ngậm các bác khỏe hơn, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy, các bác có thể mua về sử dụng này, rồi các bác các anh các chị này mua về biếu người thân người nhà nhà mình. Đấy, một cái món quà gọi là vô cùng ý nghĩa luôn các bác nhá, một cái món quà vô cùng ý nghĩa luôn. Cái này thì rất là dễ dùng thôi, về các bác chỉ việc trải ra, sau đó là các bác cắm điện vào. Đấy, và các bác dùng cái nút, cái tay điều khiển này các bác bấm cho em là các bác xài được các bác nhá. Dùng tay điều khiển các bác bấm cho em là các bác xài. Em báo giá luôn này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái thảm ngải cứu chườm nóng nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Đấy, 350.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái thảm ngải cứu chườm nóng nhá, thành phần chính từ ngải cứu và một số các loại dược liệu khác nhá. Đây các nhá, khi mà giải ra thì cái sản phẩm này kích thước của nó sẽ là vào là 1,5 m nhá, 1,5 m nhân với lại 60, chiều dài là 1,5 m và chiều rộng của nó là 60, khá là dài luôn. Đấy, để các bác nằm thoải mái luôn. Đó thì về các bác chỉ việc là cấp nguồn, cắm điện vào cho em. Đấy, cấp nguồn đây, cấp nguồn các bác cắm điện vào. Sau đó đây, cấp nguồn các bác cắm điện vào, sau đó các bác dùng cái điều khiển các bác xài. Thì nút giữa này của nó sẽ là nút bật lên này. Đấy, và cái nút bên cạnh này của nó sẽ là chế độ là cài đặt thời gian nhá. Đấy, nó sẽ có 30 này, 30 phút này, 45 phút này, 60 phút này, 90 phút này. Thì theo các dược sĩ thì các bác ấy bảo là khuyên dùng thì cứ nên dùng cho em là ví dụ như là bác nào mà bình thường. Đấy, thì các bác cứ nên dùng 30 đến 45 phút một ngày trước khi đi ngủ. Còn bác nào mà bị nặng, bị bệnh nhiều thì các bác có thể là tăng lên một chút. Còn nếu mà thường thường thì cứ dùng trong vòng 30 đến 45 phút là tốt nhất nhá. Đấy, và các bác cứ dùng hẹn giờ đấy, các bác hẹn giờ dùng lên thì khi mà hết cái thời gian này nó sẽ tự động ngắt này, nó sẽ có 30, 45, 60, 90. Đấy, các bác dùng giờ nào thì các bác bấm lên đây thì nó sẽ nảy cái màu xanh lên này. Đấy, đây là cái nút hẹn giờ nhá. Còn cái nút giữa này là cái nút tắt đi bật lên. Đấy, nút giữa là nút tắt đi bật lên. Đấy, bật lên này. Đấy, hẹn giờ, cài đặt chế độ hẹn giờ này 30 phút này, ví dụ em để 30 phút này. Đấy, nó sẽ sáng màu xanh. Và cái bên này là cái nút cài đặt cái cấp độ nhá. Đấy, các bác muốn nóng nhiều, nóng ít. Đấy, ví dụ như là
nấc 3 thôi hoặc nấc 4, nấc 5 thôi. Các bác muốn nóng nhiều lên nữa thì các bác đẩy lên mức nấc 8, nấc 9, nấc 10. Đấy tùy nhu cầu nhá. Đấy thì về các bác sử dụng. Đó, đấy nút này là nút tăng giảm cấp độ này. Còn nút bên này thì là nút điều chỉnh thời gian này trong vòng 30 phút này. Và nút giữa là nút bật tắt có thế thôi. Về các bác bật lên, sau đó các bác cài đặt thời gian và cài đặt cấp độ là các bác cứ thế các bác nằm tận hưởng thôi. Đấy giúp các bác lưu thông mạch máu, lưu thông khí huyết này, rồi là các bác đau người ngậm này, đau xương khớp này, đau cổ vai gáy này, đấy rồi là cơ thể mà nó yếu này, nó bị lạnh này thì các bác giải cái thảm ra, đặc biệt là những cái đợt vào đợt mùa đông ở miền Bắc này thời tiết nó rất là lạnh đấy, các bác giải cái thảm ra đấy, trước khi đi ngủ nhá, các bác cứ bật trong khoảng tầm 3 phút thôi đấy cho nó nóng lên, sau đó các bác nằm ra và các bác tận hưởng thôi đấy, ngủ cực kỳ ngon luôn. Cái mùi ngải cứu khi mà về các bác nhận hàng, các bác cứ mở ra cái mùi ngải cứu nó thơm phức luôn, dùng thích lắm, cái này em bán rất là nhiều rồi. Là yên tâm về chất lượng, dùng thích cực kỳ luôn. Đấy. Giá sẽ là đi 350.000 nhá, 350.000 là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, một cái sản phẩm về các bác nên mua về sử dụng, dùng rất ok, đặc biệt là cho những người già. Đấy, những người già, người đau, người ngậm bị các thứ là bệnh đĩa các thứ nhiều, các bác mua về sử dụng nhá. Trị liệu các thứ rất là tốt. Đấy. Rồi các bác anh chị em mua về tặng ông bà bố mẹ một cái món quà rất ý nghĩa nhá. Thảm ngải cứu làm nóng giá 350k bao ship tận nhà nhá. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái cuộn dây led nháy 40m nhá. Đấy thì bắt đầu đang vào mùa Noel này, mùa cuối năm này. Đấy, bắt đầu thì hàng lại tiếp tục về để phục vụ các bác đấy trong cái dịp này. Đấy thì nói chung là cứ mùa nào thức đấy các bác. Đó thì lại tiếp tục về để phục vụ các bác có nhu cầu sử dụng nhá. Trang trí ngày Tết này, trang trí Noel này, trang trí dịp cuối năm này, trang trí nhà cửa cho đẹp này, cho nó nháy lộng lẫy đây này. Thì các bác mua cho mấy cuộn này về nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây led nháy dài 40m nhá. Giá của em thì hôm nay năm nay thì nó sẽ tốt hơn giá năm ngoái. Giá năm nay chỉ có 65.000 bộ thôi. Năm ngoái em đang bán là 90.000 bộ đấy. Năm nay về cái mức giá rất là dễ mua. Đấy, giá em giảm thật sâu cho bác để các bác dễ mua, dễ sắm sửa nhá. 65k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây led nháy 40m nhá. Đấy, một cuộn này dài là 40m về các bác mua một vài cuộn về trang trí rực rỡ cả nhà luôn. 40m thì các bác dùng cho em thoải mái luôn, siêu dài nhá. 40m cơ mà. Đấy. Mà giá nó chỉ có 65.000 thôi, giá rất bình dân hạt rẻ. Đấy, ở đây nó có một cái điều khiển luôn này. Đấy. Các thứ các bác điều khiển đây luôn rất ok nhá. Đó, dây led nháy 40m nhá. Giá sẽ là 65.000 một bộ đâu nhá, chỉ có 65.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đây. Đấy. Nháy rất đẹp, rất là ok nhá, đây này. Đấy. Hệ thống nháy các bác nhìn này. Mắt led rất là nhiều, mắt led sáng cực kỳ, dùng tích cực kỳ, nháy rất đẹp luôn nhá. Đó, về các bác xài trang trí nhà cửa ok. 65k nhá, 65k dây led nháy dài 40m các bác nhá. Đấy, dây led nháy dài 40m 65.000 một cuộn nha. Đấy, một cuộn to vật nha, 40m nha. Chỉ có 65.000 thôi. Đấy các bác mua đâu được với giá này, chỉ có shop tín hiền với bán cho bác giá thôi. Đấy, 40m 65.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây led nháy 40m nha. 65.000 một cuộn này thôi, chỉ có 65.000, giá siêu hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái bao tay cao su để về các bác sử dụng này. Các bác làm bếp làm dép này, dọn dẹp nhà cửa này, đấy, dọn dẹp vệ sinh cần một cái bao tay cao su để các bác xài đi cho nó bảo vệ đôi tay của bác này, bảo vệ đôi bàn tay của bác này, đấy, không bị xước sát này, không bị hóa chất các thứ này. Các bác mua trong đôi này về dùng tích cực kỳ luôn, dày lắm, hàng chuẩn, hàng loại dày đấy, hàng thương hiệu Con Hiêu này nên các bác yên tâm rồi. Đấy, cái hàng thương hiệu Con Hiêu này nó chuyên sản xuất bao tay rất là xịn luôn. Đấy, và cái bao tay này rất hay là thiết kế là rất là dài. Đây, khi mà đeo vào thì bình thường các bác đeo vào đúng không, đây. Đấy, các bác đeo vào đúng không, các bác đeo vào thì bình thường những cái loại này nó chỉ có ngắn đến khoảng tầm là cái cổ tay thôi, nhưng mà cái loại này các bác nhìn này, đấy, nó rất là dài và chỗ này nó có một cái chun. Đấy, các bác đeo vào không lo bị tụt nhá. Đấy, đeo không lo bị tụt, đây lên đến phần khuỷu tay em luôn. Đấy, rất ok nhá. Và cái phần này khi mà các bác sử dụng, các bác đi nó rất là vừa tay, rất ôm tay này. Đấy, đi nó rất là vừa tay, rất ôm tay. Nó là cái dạng cao su dẻo nhá, nó không phải cái dạng cao su cứng đâu nên các bác dùng thích lắm. Đấy, nó đi nó thật tay, đi nó thật tay, các bác sử dụng hoạt động nó dễ. Đấy, sử dụng hoạt động nó dễ, không như những cái dòng bao tay thông thường. Các bao tay thông thường nó đi nó cứ xù xù ra rồi nó khó hoạt động, khó sử dụng lắm, nhưng con này đi nó rất là ôm tay. Các bác nhìn này, đấy đi rất ôm tay này. Đấy, các bác nhìn nhá, đi rất ôm tay luôn, hoạt động mình sử dụng. Rửa bát, rửa đĩa, dọn dẹp vệ sinh nó rất là dễ và nó rất là dài. Cái hay của nó là nó dài lên đến phần khuỷu tay này, các bác sử dụng dùng thích thích này. Đấy, nó đỡ bị bẩn những cái phần cánh tay này. Đấy. Mình có thể ví dụ như là mình moi những cái chỗ bẩn rác rửa thứ lên không lo nó bị bẩn cái phần cánh tay này, dùng thích lắm. Đó. Bao tay cao su nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ cái đôi bao tay cao su dùng để
rửa bát, dọn dẹp vệ sinh, sử dụng hóa chất để bảo vệ đôi bàn tay các bác nhá. Bao tay cao su 30.000 vô thôi. Đấy, 30.000. Thương hiệu hình con hươu nữa nhá, thương hiệu hình con hươu thì hàng xịn luôn nhá, hàng xịn luôn đấy, hàng loại 1 đấy. Đó. 30.000 một đôi, giá rất là rẻ bình dân luôn. Đó, 30k một đôi, bao tay cao su nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã cái chổi gạt kính nhá. Đấy, chổi gạt kính gạt nước nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái chổi chổi gạt kính này. Đấy, các bác sau khi mà các bác rửa kính xong, các bác lau bằng khăn thì không bao giờ nó sạch được. Các bác phải có một cái sản phẩm là cái gạt kính này. Nhiều bác cứ hỏi là sao ở những cái siêu thị này, rồi là những cái chỗ văn phòng làm việc tòa nhà giờ nó rất là nhiều kính, nhưng mà làm sao người ta lại dọn nó sạch được. Thì đây, nó là cái này này. Đấy, nó là cái chổi gạt kính như này. Đấy, giá của nó sẽ là 20.000 một cái chổi đây cô nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi, nhưng mà các bác gạt nó cực kỳ sạch luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng thì nó rất là dễ thôi, các bác cứ vệ sinh kính sạch sẽ đi. Đấy, sau đó là cái khâu cuối cùng, cái bước cuối cùng thì các bác cứ dùng cái này các bác gạt cho. Đấy, ở đây nó có là một cái lưỡi silicone, nó rất là mềm. Thứ nhất là không gây xước kính, thứ hai là khi mà các bác gạt đến đâu là nó sẽ sạch bong kín kít kính đấy luôn, và khi mà nó sạch nước kính, mà nó sạch nước thì không mà nó bị đọng hay là không mà nó bị ố nhá. Đấy, kính nó sẽ rất là trong coi nhá, kính nó rất là trong vì đây nó có một cái lớp lưỡi silicone này, là coi nhìn này, nó rất là mềm và nó nghĩa là nó vét khô nước luôn, nghĩa là nó vét khô nước luôn nhá, vét khô nước luôn. Đấy, các bác chỉ việc các bác gạt này thôi, các bác gạt này thôi, rất ok. 20k một cái nhá, cứ lên mã nha, sẽ cái chổi gạt kính. Đấy, chổi gạt kính 20.000 một cái này. Đây, các bác cùng xem cái thực tế về cái hiệu quả sản phẩm của nó mang lại này, các nhìn này. Đấy, các bác nhìn chưa, gạt đến đâu là trong vắt này luôn mà nó khô luôn. Đấy, thấy không, thích không, dã man luôn. Con này gạt sạch lắm mà dùng tích cực, em cũng đã test nhà em rồi, gạt thích dã man luôn. Đấy, các bác vệ sinh kính cần một con này cho em, vệ sinh gương kính là cần một con này. Sau khi các bác cứ rửa sạch sẽ xong rồi các bác dùng thì các bác gạt khô luôn, khô giòn luôn mà nó bóng kính luôn nhá. Đấy, 20k một cái này các bác nhá, 20.000 một cái. Rồi, tiếp theo thì em lên nhanh luôn các bác, đó là cái bếp phòng ngoại này. Các bác lên mã giúp cho em chọn cái bếp phòng ngoại nhá. Em báo giá luôn là 390.000 một cái con này, bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng bảo hành cho bác là 18 tháng nhá, bếp phòng ngoại. Ưu điểm của cái dòng bếp phòng ngoại này là nó không kén nồi. Bình thường là các bác dùng những con bếp từ ấy là các bác cứ phải mua đúng cái bếp, đúng những cái nồi nó bắt từ thì là nó mới dùng được, nhưng con này của nó là các bác không cần phải là chọn nồi nhiều cả. Các bác để nồi nhôm hay là nồi kim loại hay nồi bất cứ những cái nồi nào. Đấy, không cần phải kén nồi nhiều, các bác cứ để lên là nó bắt là nó đun thôi, vì nó bằng hồng ngoại các bạn. Đấy, đây này, 3500W này, bảo hộ khi mất điện này, kiểm soát nhiệt độ thông minh này, nấu ăn thông minh này. Đấy, cũng rất là xịn quá nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đây, em lấy cho bác coi con này thì Hà cũng vừa mới về xong, cũng rất là xịn nhá, rất là xịn. Hàng đóng gói rất cẩn thận cho bác luôn. Cầm một cái con bếp này nặng trịch luôn. Đấy, nói chung là đun bếp điện này thì yên tâm là rẻ hơn bếp ga rồi. Đấy, mà đặc biệt là nhà bác nào mà ít người, hoặc ví dụ như Tết nhất các bác mua cái bếp này về ăn lẩu cũng được. Đấy, quá ok luôn, ăn lẩu cũng quá ok luôn. Tết nhất mua con này 1-2 con về ăn lẩu cũng được. Đây, đấy, hàng vẫn nguyên siêu này. Đấy, về có bóc rồi nhá. Con này thì về các bác cứ cắm điện vào là dùng thôi. Đấy, sau khi sử dụng mặt bếp vẫn còn nhiệt, không chạm vào để tránh bỏng nhá. Đó, thì đây nó sẽ có là xào này, nướng này, nấu cháo này, lẩu này, hẹn giờ này, on off. Thì về các bác cắm vào, bật on off lên các bác, sau đó là nó sẽ nóng cái phần mai so lên, các bác để nồi lên là các bác đun thôi. Đấy, để nồi lên đun thôi coi nhá, QC pad luôn. Đấy, kiểm bảo hành đây, quạt gió thứ đầy đủ hết luôn nhá. Về các bác cắm vào là xài. Cái con này thì nếu mà dùng cái con hồng ngoại thì nó rất là dễ dùng. Đấy, nó không như những cái dòng bếp từ. Cái dòng bếp từ nó khó dùng lắm, nhưng con hồng ngoại này dễ dùng lắm. Đó. Đây, ở đây nó có cả phần quai sách BDB lại này. Đấy, BDB lại rất tiện nhá. Đó, thiết kế rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bo viền kim loại này, phần trên này mặt kính nhá. Đấy, phần trên mặt kính nhá, toàn bộ mặt kính hết luôn. Đấy, cái nút này cũng nút bấm cảm ứng hết luôn này. Đấy, bấm cảm ứng ngon lành luôn. Con này hàng của Czech Line nhá, hàng Czech Line. Cứ lên mã giúp cho em ra cái bếp hồng ngoại nhá. Đây, các nhìn này, rất đẹp luôn. Đấy, sáng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Giá nó sẽ là 380.000 một con. Đấy, 390.000 một con, xin lỗi bác nhá, 390.000 một con. Bao ship cho bác tận nhà luôn. Bếp hồng ngoại nhá, lên mã giúp em sẽ là bếp hồng ngoại. Nhắc lại các bác là hàng này là hàng không kén nồi nhá, không kén nồi. Nồi nào các bác cũng có thể đun được hết luôn nhá. Nồi nhôm, nồi đồng, nồi sắt, rồi các loại nồi các bác đun hết luôn nhá, nó không kén nồi, không như dòng bếp từ nhá. Và thứ hai là đun điện thì nó rất là tiết kiệm. Nói chung là chắc chắn là đun điện sẽ tiết kiệm hơn đun ga các bạn. Đấy, đun điện tiết kiệm hơn đun ga các bạn nhá.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã bếp nướng này, bếp nướng của Sơn Hau nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là bếp nướng của Sơn Hau. Đấy, hàng của thương hiệu Sơn Hau. Con này em báo giá luôn là 280.000 một con, bao ship luôn. Bắt đầu đang vào mùa đông rồi, đấy, mùa lạnh rồi. Các bác mua về sử dụng dùng để nướng thịt các thứ rất ok. Bề mặt phủ chống dính đá hoa cương. Đấy, bề mặt kháng khuẩn này, con này công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Sử dụng điện 220, công suất là 1500W, kích thước là sẽ là 51,6 x 13.5 x 27 nhá. Đây em mở cho bác qua một chiếc này. Hàng cũng rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Ngoài về các bác dùng để nướng nhá các nhá, để nướng. Đây. Đấy, con này nướng thì quá tuyệt vời luôn này. Đấy, cũng có phần quai bê đi bê lại nhá. Phần mặt này thì tráng một lớp đá hoa cương nhá các nhá, tráng lớp đá hoa cương. Về các bác xài sử dụng, đó, về là xài thôi. Đó thì về các bác cấp nguồn cho nó này. Cấp nguồn cho nó. Và các bác lấy dây nguồn các bác cắm vào đây. Ở đây cái dây nguồn này nó có cả cái núm dơ le chỉnh cấp độ luôn. Đấy, chỉnh cấp độ cho các bác về sử dụng luôn. Đây có nha. Đấy, đây. Bếp nướng Sơn Hau này công suất là 1500W này, mặt bếp chống dính siêu bền này, không sinh ra khói, dễ dàng vệ sinh này, thiết kế mỏng đốt mỡ thừa, tốt cho sức khỏe này. Đấy, tự ngắt khi quá tải điện, an toàn sử dụng quá nhá, dùng rất ok. Đấy, đi về các bác mùa đông các bác muốn nướng thịt, đấy, nướng thịt những thiếu các thứ nào các bác cho đây. Đấy, thịt bò, thịt lợn các thứ rồi. Đấy, cho đây các bác nướng, sau khi mà các bác nướng cái khu xong, các bác muốn để giữ nóng thì các bác cho sang đây. Đấy, cho sang đây và nó có một cái phần miệng này để khi mà các bác xài thì cái mỡ thừa nó sẽ dốc theo cái lối này nó ra, thì các bác để nó nghiêng nghiêng một chút này. Đấy, thì mỡ thừa nó sẽ dốc theo lối này nó ra. Đấy, thiết kế rất là đẹp chắc chắn luôn. Đấy, về các bác chỉ việc cấp nguồn vào và đây sau đó là các bác xài thôi. Cứ lên mã giúp cho em xem cái bếp nướng của Sơn Hau nhá các bác nhá. Bếp nướng của Sơn Hau công suất là 1500W, sử dụng điện 220, hàng xịn, hàng chất lượng luôn. Giá thì bên em đang gửi bác một cái con bếp nướng Sơn Hau này với giá là 280.000 và ba hôm nay thì em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, 280.000 bao ship tận nhà nhá, giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bình pha trà, em báo giá luôn. Cái bình này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 90.000 một con bình pha trà này. Con bình pha trà này thì sẽ có dung tích là 1 lít quá nhá. Đấy, dung tích là 1 lít này. Đây, dung tích là 1000ml. Về các bác dùng để pha trà, pha cà phê rồi là những cái đồ uống vào đây là rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó có giữ nhiệt nhưng mà các bác nhá, em nhắc luôn là hàng này là nó giá nó phù hợp với giá tiền thì nó cái giữ nhiệt thì nó chắc khoảng tầm 1 tiếng ạ, nó không giữ được nhiệt được lâu đâu, nhưng nói chung là đủ cái thời gian giữ nhiệt để bác có thể pha trà, pha cà phê nhá. Đấy, đủ để các bác có thời gian để các bác pha trà, pha cà phê. Đấy, còn hàng là dùng ok nhá, hàng dùng ok. Cái này thì trước em bán nhiều lắm nhưng mà lâu lâu nó với đợt này với lại có hàng lại này. Đây, ở trong nó có một cái lưới lọc này thì về các bác có thể cho trà, cho cà phê vào đây. Đấy, sau đó các bác xoáy cái nắp này vào này và các bác chế nước vào là các bác cứ ủ trong này thôi. Ủ trong này là nó sẽ ủ thì nó sẽ phai ra trà với cà phê cái thứ là các bác phai ra là ok. Đấy, và các bác xoáy chặt nắp vào là ok. Cái con này cái cơ chế hoạt động nó rất là hay, là lúc nào các bác muốn rót ra thì các bác bấm vào được chăm. Đấy, và các bác nghiêng bình là nó sẽ chảy ra, còn bình thường các bác thả tay cái là nó sẽ ngắt luôn. Thậm chí là các bác có thể là đánh đổ bình nó ngửa ra như này thì nước không mà là chảy được nha. Đấy, nó thiết kế rất thông minh, trừ khi là các bác bóp vào đây thì nước nó mới chảy ra theo cái miệng này, còn không là thôi. Đấy, đây bên trong này, bên trong thiết kế rất là chắc xịn, chắc chắn và đẹp luôn. Đấy, đây. Đấy, rất là ok nhá. Nói chung là cái này em bán khá là nhiều nhưng mà lâu lâu nó vẫn có hàng lại nhá. Và nhắc lại với các bác một lần nữa nhá, nó là bình pha trà, bình giữ nhiệt đấy, nhưng mà nó giữ nhiệt được khoảng tầm 1 tiếng thôi, mà 1 tiếng thôi nhá, không giữ được nhiệt được lâu đâu, nên là các bác lưu ý cho em. Nói chung là nó cái đủ cái thời gian để các bác có thể là ủ trà, ủ cà phê vào đây thôi nhá. Đấy, ủ trà đủ thời gian để các bác pha trà, pha cà phê nhá. Đấy, chứ không giữ nhiệt, muốn giữ nhiệt được lâu thì không có đâu, vì cái giá nó chỉ có 90.000 thôi thì nó không lấy đâu ra được là được lâu. Đấy thì em báo luôn, không đến lúc đến nơi các bác lại bảo là hàng nó không giữ nhiệt được lâu hay nào. Nói chung là nó chỉ đủ thời gian để các bác ủ trà, ủ cà phê. Đấy, ví dụ như là mình uống trong một cái bữa trà này mình uống khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thôi là phù hợp rồi. Đấy, không cần giữ nhiệt quá lâu mà dùng để ủ trà, ủ cà phê đấy cũng quá là đẹp rồi. Đấy, bình dung tích 1 lít nhá, có phần tay cầm cũng khá là chắc chắn, khá là đẹp luôn. Nói chung là thiết kế đẹp, dùng ok, dùng nó phù hợp với giá tiền các bạn. Đấy. 100k nhá, 100k. À 90k nhá, 90k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là bình
bình pha trà. Đấy, bình pha trà dung tích là 1 lít nữa nhá. Đấy, 90 ngàn một con này thôi. Giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, 90 nghìn với cái giá này thì quá đẹp luôn rồi. Mà chắc chắn chất lượng cực kỳ luôn. Cái khăn lưới rửa bát này. Đấy, khăn lưới rửa bát ma thuật nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lưới rửa bát ma thuật. Đó, cái này thì bên em sẽ bán được combo là 10 miếng với giá chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, vừa bán vừa chiên với bác luôn. Đấy, giá này gần như là giá vừa bán vừa chiên với bác rồi. Đấy, vừa bán vừa tặng luôn chứ còn giá quá bèo luôn ạ. Đấy, 10 miếng mà chỉ có 10 ngàn thôi. Đây, em đến với bác này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây 10 miếng đây. 10 miếng về các bác rửa thoải mái luôn. Cái hay của cái sản phẩm này ấy là nó có một cái lớp kim loại ở đây này. Đấy, nó như kiểu cái dạng búi rắc sắt ấy nhưng mà nó thiết kế theo cái dạng miếng như cái khăn như này này. Đấy, thì về các bác sử dụng là các bác gấp vào, sau đó các bác kỳ cọ nhá. Bình thường là các bác rửa là các bác cứ phải lấy những cái búi rắc sắt có những cái vết bẩn mà nó cứng đầu, các bác cứ phải lấy cái búi rắc sắt các bác chà. Thì thay vì thế các bác mua trên cái khăn này về. Đấy, mình vừa có thể rửa được bát này, vừa có thể rửa được xong nồi những cái vết nó két bẩn vào được các bác dùng các bác chà. Sạch cực kỳ luôn, dùng thích lắm. Đó. Thì bên em sẽ bán được combo là 10 miếng một nhá. Đấy, cứ bán được combo là 10 miếng một nha. Giá chỉ có 10 ngàn thôi. Giá quá bình dân luôn ạ. Đấy, các bác cứ lấy giúp em là 10 miếng một là 10 ngàn cho một cái combo nha. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái khăn lưới nhá. Đấy, như kiểu dạng lưới như này này. Khăn lưới để rửa bát. Đó, khăn lưới rửa bát ma thuật nhá. 10k. Đấy, 10k 10 miếng, quá bình dân luôn. Đấy, 10k miếng một sấp này luôn. Về các bác rửa thoải mái luôn, rửa cả 5 giờ không hết, dùng thích cực kỳ. Đây cho các bác xem một cái video thực tế về sản phẩm dùng thích lắm. Đây là miếng rửa chén mà mình hay dùng để rửa bát. Thật sự biết là nó bẩn đấy, bên trong nó chứa rất là nhiều vi khuẩn luôn. Nhưng mà nếu không rửa thì làm sao mà sạch được. Nhưng mà hôm nay mình mới tìm được cái món đồ này rất là tiện lợi luôn. Đây là một cái búi rửa bát bằng thép nhá, được làm 3 lớp đan xen nhau như thế này. Nhìn màu bóng như vậy thôi nhưng tạo bọt thì cực kỳ là tốt luôn. Rửa bát thì rất là thích mà nó có một độ mềm vừa phải. Rửa sẽ không hề bị đau tay một tí nào mà vẫn sạch bát đĩa như bình thường luôn. Ngoài để rửa bát ra, mọi người cũng có thể để vệ sinh căn bếp của mình cũng rất là sạch sẽ. Điểm mình thích nhất ở loại này là vệ sinh rất là dễ dàng, sẽ không hề bị bám thức ăn như những cái búi giáp cũ nữa. Dùng xong mọi người vắt lên rất là sạch sẽ và khô ráo. Combo 5 chiếc như thế này mà giá chỉ bằng một cốc trà sữa mà dùng được rất là nhiều lần luôn. Một món đồ rất là tiện lợi, mọi người nên mua nha. Đấy, đây thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó thiết kế theo cái dạng khăn mà nó theo kiểu dạng lưới này. Nó không bị bám những cái thức ăn thừa hay những cái đồ vật các thứ dị vật vào trong này nhá. Đấy, khi mà các bác dùng xong các bác rũ qua một lượt xem cái là sạch luôn. Bán combo 10 miếng một nhá. 10 miếng khăn lưới rửa bát ma thuật nhá. 10k. Đấy, 10k. Là 10 ngàn quá nhá. 10 ngàn. Đấy là 10 miếng quá nhá. Giá rất hạt rẻ, vừa bán vừa chiên quá nhá. Em lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về đủ nhà bếp trước cho bác ấy luôn này. Đấy. Mã hàng tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con dao chặt 800 g, nặng gần 1 kg nhá. Đấy, bữa trước đang bán cái dao 1 kg nhưng mà cái dao 1 kg nó hết hàng rồi. Thì hôm nay về cho bác một ít cái mã dao nặng 800 g thì nó gần 1 kg nhá, gần 1 kg. Hàng made in Japan này. Đấy, classic nhá. Con này của thương hiệu Murato, hàng cũng hàng bãi Nhật nhá. Hàng bãi Nhật, hàng bên em ôm lô, hàng thanh lý siêu thị. Rất xịn sò ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng đúc liền thân này. Đấy, tay cầm mốc gỗ 308 đồng, xịn cực kỳ luôn. Đấy, bao sắc bao bền. Đấy, các bác nào mà thích những cái dòng hàng nặng này, các bác chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, rồi là các bác băm chặt cho em con này ok. Đấy, chất thép thì cực kỳ sắc này. Trên này thì làm nhám chống dính, dưới thì chơi bình thường. Đấy nhá. Đấy, con này nặng 800 g nhá, có cả cái phần lỗ đinh để treo dao. Nặng 800 g. Lên mã giúp cho em sẽ là cái con dao chặt C4 nhá. Dao chặt C4 nặng 800 g nhá, tức là nặng 8 lạng đấy. Đấy. Nhiều bác miền Bắc hay gọi là 8 lạng. Đấy, còn miền Nam hay gọi là 800 g nhá. Nặng gần 1 kg. Giá sẽ là 150 ngàn thôi. Giá này bên em bao giá thị trường luôn. Giá rất dẻo nhá, giá rất rẻ mà dao cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Về các bác chặt chiếc cho em con này là quá ok luôn. Đó. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là dao chặt C4 nhá. Đấy, nặng 800 g này, 150 ngàn một cây này. Đây các bác cùng xem lại này, hàng bãi Nhật nhá, made in Japan. Đấy, của thương hiệu Murato nhá, xịn cực kỳ luôn. Hàng classic luôn này. Đó, xịn chất lượng nhá. Con này số lượng hạn đâu nhá, không có nhiều đâu, các bác nhanh tay chốt luôn giúp em. Đó. Rồi em qua nhanh mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em về cho bác thêm một cái mã hàng cũng rất là mới luôn này. Đó là cái máy xay thủy tinh nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy xay thủy tinh. 350.000 một con này, bao ship luôn. Đấy, con này khi mà các bác xài thì nó sẽ có hai cối, một cối là 2,5 lít để các bác xay nhiều thức ăn. Còn một cái cối của nó là cối nhỏ, cối 0,8 lít. Đấy, để các bác xay những cái đồ nhỏ nhỏ, ví dụ như là xay hành, xay tỏi. Còn ví dụ như cái cối to này, 2,5 lít là các bác xay những cái đồ to. Đấy, hàng này thì hàng sản xuất hàng của Việt Nam nhá. Đấy, sản xuất theo công nghệ quy trình của Nhật Bản này. Đấy, design in Japan nên là các yên tâm về chất lượng. Đó, sử dụng cho em điện 220.
công suất là 500W nhá. Nó sẽ có hai cối nhá, một cối dung tích là 2,5 lít, một cối là 0,8 lít nhá. Đây, sẽ khui hàng cho bác luôn. Nói chung hàng này cực kỳ xịn nhá, hàng Việt Nam nhưng mà rất là chất lượng luôn. Đấy, em bán cái này về em lấy một bộ về em dùng thử rồi em thấy rất là ưng, thế là em lấy về nhiều về bán cho bác luôn. Đấy, có hướng dẫn cách sử dụng máy xay các thứ luôn này, rất xịn sò, ok nhá. Bên trong thì đây nắp này, đóng gói rất cẩn thận, xốp xiếc ngon lành cho bác luôn. Các bác yên tâm, các bác dùng những con cối mà thủy tinh như này thì các bác yên tâm là dùng nó bền này, thứ hai là nó sạch sẽ, dùng những cái đồ mà bằng thủy tinh ấy nó sạch sẽ ạ, dùng những cái đồ bằng nhựa rồi là những cái đồ bằng kim loại đôi khi là nó hơi sợ. Đấy thì các bác chuyển sang dùng cái bộ thủy tinh rồi xem. Đấy, con này toàn bộ bằng thủy tinh hết luôn. Đấy, đây cái cối này là cối 0,8 lít này, thủy tinh các bác nhìn này, miệng dày cộp luôn. Đó, phần dưới này đế của nó sẽ là đế chống trơn trượt nhau nhá. Con này là cái cối là cối nhỏ, cối 0,8 lít đấy. Còn đây là cái cối to này của nó sẽ là cối 2,5 lít này. Cối 2,5 lít nhá, cối 2,5 lít đây. Cối 2,5 lít đây. Đấy, con này là cối 2,5 lít này, to dã man luôn. Đấy. Các bác cần to xay những cái món nhiều món ấy, xay thịt xay thiếc rồi các bác cho đây cho em. Quá xịn sò luôn. Đây. Đấy, đây con cối to thì lưỡi dao nó đây. Đấy, lưỡi của nó sẽ là 1 2 3 4 lưỡi nhá. Đấy, hàng 4 lưỡi này các bác yên tâm là xay rất là đều, xay cực kỳ nhanh. Đấy thì về các bác mở cái phần bảo vệ lưỡi ra cho em nhá. Trước khi dùng các bác mở cho em phần bảo vệ lưỡi ra. Còn hiện tại thì bên nhà xuất đóng gói rất cẩn thận thì sẽ cho vào để bảo vệ lưỡi. Đó, còn cái đây là cái lưỡi của cái cối xay nhỏ. Đấy thì về các bác dùng cái cối nào thì các bác lắp cái lưỡi vào, có thế thôi. Đấy, còn đây là cái đế này, đây cái đế để các bác ốp nó vào đây để khi mà các bác xài nó đỡ bị trơn trượt, nó có cái phần đế chống dính nhá. Đấy thì về các bác xài thôi. Cái này thì dễ dàng xài không mà. Đây là cái nắp của cái cối nhỏ này. Đấy, nắp của cối nhỏ các bác đậy vào. Đấy, nó có một cái giòn này, nó rất là mút này. Các bác sử dụng là đậy vào không lo nó bị bắn, khi xay không lo nó bị bắn nhá. Đây con này là cái con to, cái cối này là cối to. Đấy, về các bác cũng lắp cho em cái giòn này vào. Sau đó là các bác xài thôi. Đấy, lắp cái giòn này vào các bác xài. Hàng này hàng đẹp quá, hàng đẹp chất lượng lắm. Đây, đấy về các bác lắp nó vào này. Đó, cái con này mà khi mà các bác xài thì ví dụ các bác xay một phát hai cối cho em thì các bác cứ bày ra hai cối thôi. Đấy, sau đó là các bác lấy cái con máy xay ra. Con máy xay này thì công suất là 500W nhá. Đấy, sử dụng điện 220. Hàng hãng luôn. Nó sẽ có 3 cấp độ này. 1, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, các bác dùng số nào các bác bấm số đấy cho em. Thích nhạy mạnh thì bấm 3, thích vừa vừa ấn 2, thích yếu yếu thì ấn 1 nhá. Cắm trực tiếp điện 220. Các bác khớp với cho em. Đấy là các bác bấm lên là xay thôi. Máy xay cực kỳ khỏe và rất là ngon. Đấy các bác chỉ việc bấm vào đây, khớp vào cái bấm luôn. Đây là các bác nhìn này, cái phần này nó sẽ khớp vào luôn này này. Đấy, khi mà các bác ấn vào nó khớp vào luôn. Đấy, thấy không? Nó khớp vào luôn. Cả cái này như thế này. Đấy, cái nắp này là nó sẽ khớp vào luôn. Đấy, nó khớp vào luôn nhá. Nên khi các bác xài sử dụng là các bác cứ khớp vào cái là các bác bấm là máy chạy thôi. Đấy, dễ dùng lắm. Dùng cái đồ thủy tinh này yên tâm, các bác nghe tiếng này. Đấy, nó rất là dày, dày cùng cục cục luôn. Dùng thích lắm. Đó. Thì con này giá bên em đang gửi bác là 350.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái máy xay thủy tinh nhá. Máy xay thủy tinh hai cối, một cối 2,5 lít và một cối là 0,8 lít. 350.000 thôi. Đấy, dùng những cái đồ thủy tinh thì nó sạch. À đây một cái chi tiết nữa này. Cái phần lõi này của nó sẽ là lõi thép này, khi mà các bác xài sử dụng là không lo nó bị tuét. Đấy, bình thường là những cái hàng nhái nó là nó bằng nhựa là các bác xay nó hay bị tuét. Đây con này của nó bằng lõi thép, các nhìn này. Đấy, bằng lõi thép các bác xay nó không bị tuét cái đầu này nhá các bác nhá. Đấy, và đây chân của nó này. Đấy, nó khớp vào luôn. Đấy, nó khớp vào luôn. Đấy, các bác lắp vào nó khớp vào luôn. Ok luôn các bác nhá. 350.000 nhá. 350.000 giúp em là các bác mua một được hai luôn. Mua một được hai luôn. Mua một được hai. Đấy, mua một là được, hai là được một cái cối 2,5 lít để các bác xay nhiều thứ này, và một cái cối nhỏ để các bác xay những cái thứ nhỏ này các bác nhá. Đây là hàng top 1 của thương hiệu này. Đấy, động cơ bền bỉ này, hoạt động êm ái này, an toàn tuyệt đối này, tự ngắt khi quá tải này, dễ dàng vệ sinh là hai chế độ linh hoạt này, hai chế độ xay linh hoạt này, lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao hai tầng sắc bén này. Đấy, hàng của hãng nên rất là xịn nhá. Nói chung là cái bộ này theo em thì các bác nên mua, các bạn nên mua vì thứ nhất là nó dòng thủy tinh mà thứ hai là hàng của nó hàng hãng chứ không phải hàng trôi nổi, nên các bác yên tâm dùng nó chất lượng, dùng nó bền. Đấy, mà nó sạch sẽ, đặc biệt là những cái dòng thủy tinh này thì khuyến khích các bác nên dùng những cái cối bằng thủy tinh này, dùng nó sạch sẽ các bạn. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái cối bằng kim loại, bằng nhựa là này nó hơi ghê. Đấy, đi dùng những cái cối thủy tinh thì nó sạch sẽ, dùng thích lắm. Thì em đang dùng mà nên em lấy về em bán cho bác rồi.
Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã là cái khay để trứng này. Đấy, cái khay để trứng. Con này cũng hay tiện cực kỳ. Các bác trứng các bác hay để trong tủ lạnh mà khi mà các bác để nó hay bị lăn. Đấy, lăn rồi là nó va chạm, nó bị vỡ. Đấy, thì các bác mua cho cái này về. Nó là cái khay đựng trứng 4 tầng nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái khay đựng trứng 4 tầng. Cái khay này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50 ngàn một cái nhá. Chỉ có 50 ngàn một cái thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đây. Đấy, đi về các bác đây các bác ngửa nó lên như này. Đấy, cái phần đầu này nó sẽ lòi ra này. Đấy, và các bác để trứng lên thì nó sẽ lăn xuống này. Đấy, lăn xuống đây, lăn đây, lăn đây. Các bác cứ bỏ lần lượt đi, bỏ đầy khay được, và khi mà các bác lấy trứng ở đây ra thì nó cứ tự động nó lăn, nó dồn ra. Đấy, khi mà các bác dùng thì trứng các bác để lần lượt các bác để ăn từ dưới lên trên là nó cũng sẽ những cái quả trứng cũ là các bác cũng sẽ được ăn trước luôn. Đấy, ăn trước đi, nó không bị sợ để lâu sợ nó hỏng nữa nhá. Đó. 4 tầng luôn. Đấy, thiết kế rất là thông minh nhá. Khay đựng trứng 4 tầng nhá. 50 ngàn một cái này coi nhá. Đây các bác cùng xem cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Với các bạn về cái hộp đựng trứng gà mà tôi mua, thực sự rất tiện lợi, đặc biệt là khi không gian tủ lạnh nhà hơi nhỏ, hẹp hẹp một dãy, không lãng phí không gian tủ lạnh. Điểm quan trọng là lấy trứng rất dễ dàng, lấy một cái nó sẽ tự động lăn xuống. Một dãy như vậy có thể chứa 30 quả trứng. Chất lượng và cách sử dụng không còn phải bàn cãi. Giỏ trứng trong nhà không còn lộn xộn, chiếm không gian diện tích nữa. Đấy, về các bác bỏ trong tủ lạnh nhìn nó rất là gọn nhá. Đấy, một khay này các bác xếp được khoảng tầm 30 quả trứng luôn. Đấy, các bác cứ lấy đến đâu là nó sẽ tụt ra đấy này. Đấy, mình sẽ lấy trứng nó lần lượt hơn, không lo nó bị trứng để lâu hay trứng cũ nhào cả. Đấy, cứ ăn đâu mình lấy đấy ra, rất tiện dụng nhá. Đó, một khay này là đi 50 ngàn. Khay trứng các bác cứ lên mã em sẽ được khay trứng 4 tầng nhá, 50 ngàn một cái này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Đấy, khẩu hàng của filter rất xịn sò nha. Về các bác xoáy xe cộ thứ này, xoáy đồ dùng thiết bị sửa chữa này, anh em thợ thuyền dùng bộ lạnh quá ok luôn. Hàng filter cực kỳ chất lượng nhá, chất liệu chính bằng dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Đây đó, bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bao tiền gì ạ? 160.000 bộ này không nhá, 160.000, giá này đang được giảm rất tốt luôn đấy. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Khẩu 12 chi tiết nhá. Giá sẽ là 160.000, hàng của filter, hàng của hãng luôn nhá, chứ không hàng linh tinh đâu. Đấy. Cái này thì sẽ có gồm sẽ có các đầu khẩu từ 8 này, 8 cho đến 24 nhá. Đấy, 8, 10, 12, 13, 45, 17, 19, 24 này. Một cái thanh nối dài và một cái đầu một cái tay lắc 1/2 nhá. Tay lắc có đảo chiều luôn, xịn sò cực kỳ. Đây, sẽ gồm có là những cái đầu khẩu này từ 8 đến 24, nhỏ to có đủ cả luôn về góc xoáy nhá. Một cái thanh nối dài để bác nối dài cho bác xoáy này. Một cái tay lắc 1/2 nhá, tay lắc có đảo chiều luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng tạch là các bác biết là có đảo chiều đúng không? Đây, đây là cái phần gạt đảo chiều. Đây của nó, khổ nó là 1/2 nhá. Rất xịn sò ok luôn. Đấy, tay lắc to chắc chắn lắm. Đây. Đó, xịn cực kỳ luôn. Bộ này em bán rất là nhiều mà các bác dùng rất là khen luôn, ưng cực kỳ. Đấy. Mà giá nó chỉ có 160 ngàn thôi, giá rất bình dân. Cái hàng này thì về em bao xài, bao dùng luôn. Về và các bác xoáy nó bị tuyết những cái con gel bên trong này thì em cho bác đổi trả bảo hành lại luôn. Đấy, yên tâm. Bao dùng, bao xài các bác xoáy thoải mái, không lo nó bị tuyết cái đầu bên trong đâu nhá. Đấy, dùng rất ok. Đấy, bộ khẩu 12 chi tiết nhá, 160 ngàn bộ này nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết, 160k bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái mã kéo cắt may này. Đấy, kéo cắt may 12 inch nhá, kéo cắt may 12 inch, hàng của Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đây, đấy, Made in Japan này, quá ok. Dòng này thì bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, khâu là khâu đồng luôn này, đấy, khâu đồng, tay cầm tay cán, xịn cực kỳ, sắc bén dã man luôn này, cắt các bác luôn nhá. Những cái dạng giấy bóng mềm như này, con nhìn này, cắt này, phát một này, gọi là đưa kéo lách qua cái, đứt luôn. Nói chung là sắc lắm, con này em bán rất nhiều. Đây con nhìn này. Đấy. Đây, đấy thấy không? Sắc kinh khủng khiếp luôn. Đó. Kéo. Kéo may nhá, kéo may kéo cắt vải Made in Japan, xịn cực kỳ, kéo may 12 inch nhá. Đấy, về chuyên cho các bác thợ thuyền cắt vải cho các bác sử dụng gia đình, mình cắt vải, mình may vá cũng ok luôn nhá. 100 mấy nhỉ? 150.000 một cái nhá, 150.000 một cái kéo cắt may của Made in Japan nha. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là kéo cắt may 12 inch nhá. Kéo may 12 inch, giá sẽ là 150.000 một cây. 150k một cây kéo cắt may nha. Đấy, 150.000 một cây thôi. Hàng Made in Japan, xịn cực kỳ luôn. Đó, bao sắt các bác dùng luôn. Tiếp theo thì em lên thanh lý cho bác cái mã chảo luôn. Đấy, em còn ít nữa em thanh lý nốt bác luôn là
bữa trước đang bán là 180.000, em còn ít nữa em xả luôn bác, giá sẽ là 100.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tổ ong. Đấy, chảo tổ ong. Con này đường kính chảo của nó sẽ là 28 cm nhá. 28 cm. Giá sẽ là đi 100.000 thôi, xả luôn bác, bán nhanh luôn 100.000. Đấy, về các bác rán xào nấu vào con này cũng quá ok luôn. Đấy, đây nó thì kế theo dạng hạt kim cương này, về các bác rán này, xào này, nấu này ok luôn. Đấy, về các bác rửa sạch sẽ đi, sau đó là các bác cho lên các bác là dùng thôi. Đấy, rán xào nấu cũng ngon lành luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là chảo tổ ong. Đấy, thiết kế theo dạng tổ ong này. Sử dụng rất ok nhá, 28 cm nhá, 100.000 một cái. Đấy, con này sử dụng bếp từ cho em thoải mái luôn. Có phần tay cầm, nói chung thiết kế rất chắc chắn mà giá bình dân 100.000. 100.000 này giá bên em xả bán nhanh luôn đấy. Đấy, còn ít nữa các bác chốt nhanh cho em nhá. Đấy, 100k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Rán xào nấu ngon lành, đường kính 28 cm nhá, 100k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bộ dao 6 món của thương hiệu Asaka Japan này. Bộ này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả cái bộ luôn. Bữa trước đang bán nó là 170, hôm nay em về bác mức giá rẻ giật mình luôn. 130.000 nhá, 130.000. 130.000 giá xả nhá, đang giá xả cuối năm, gần cuối năm bác luôn này. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bộ dao 6 món. Đấy, bộ dao 6 món này. Dao 6 món nhá. 130.000 bộ này có nhá. Đây, bộ này sẽ gồm có là một cái giá đỡ này. Một cái giá đỡ có nhá, một cái giá đỡ cực kỳ xịn luôn. Đấy, và đi kèm là những con dao để em quay chi tiết bác coi. Nói chung bộ này đẹp, về dùng gia đình là quá hợp lý rồi. Đấy, mà giá nó hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác nào dùng gia đình thái thiết các thứ, con này quá ok, bộ này quá ok luôn. Xịn cực kỳ mà đẹp. Sắc bén, dùng ok. Đây. Đây, cái giá đỡ này về được bác để dao được kéo vào này. Còn là bên trong này sẽ gồm có một cây kéo này để các bác cắt thức ăn này. Đấy, cắt thịt, cắt hà, cắt rau củ quả ok. Đấy, sắc bén cực kỳ, cắt ok luôn. Tiếp theo là một cái cây liếc mài này. Đấy, các bác nào mà dao kéo nhụt quá thì mình có thể lấy cái này các bác liếc qua cho em một lượt là sắc bén ngon này luôn. Đấy, một cây liếc mài nhá. Một con dao thái này, con này là chuyên để các bác thái lọc phi lê này. Đấy, dùng con này ok. Asaka Japan xịn cực kỳ luôn nhá. Đấy. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây thì sẽ có một cái con dao thái bản to. Đấy, nhiều bác thích thái cái con bản to này để các bác dùng để thái thịt bò thứ này. Đấy, dùng con này ok luôn. Đấy, con này con thái bản to nhá. Đấy, cũng là hàng liền thân luôn. Xịn cực kỳ, sắc bén lắm. Tiếp theo nữa thì là đi một con dao chặt nhẹ nhá. Đấy, các bác chặt nhẹ nhàng. Các bác dùng con này hoặc là băm, các bác dùng con này, các bác băm cũng ok luôn. Asaka Japan cũng hàng liền thân luôn nhá. Đấy, một bộ này là bao gồm là 6 món này, một cái giá đỡ này là 1 này, cây kéo là 2 này, một cái liếc mài là 3 này. Đấy, với lại 3 con dao nữa là 6 này. Đấy, là tổng chọn một bộ nhà là 6 món thì giá thì chỉ có 130.000 một bộ thôi. Mà hàng bao sắc bao xài bác luôn. Đấy, tại vì các bác không mua. Giá đang được giảm giá thanh lý xả kho bác rất rẻ luôn nhá, rất rẻ luôn. Bộ dao của Asaka Japan nhá, 130.000 bộ nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ dao 6 món nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái típ keo đa năng xanh đen này, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái típ keo đa năng xanh đen nhá. Một típ này là 60g. Đấy, thì bên em bán cho bác là lẻ một cái típ như này, một cái hộp như này là 20k nhá, 20k. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ có lọ keo đa năng nhá. Keo đa năng này. 20k một típ keo đa năng này, 20.000 típ. Còn khi mà các bác lấy 3 típ nhá. 3 típ giá của nó sẽ là đi 50.000, 50k cho 3 típ nhá. 50k 3 típ, còn lấy một típ lẻ là 20.000, tùy nhu cầu nhá. Cái này keo này dính chắc chắn lắm. Mà lưu ý cho em là cái keo này các bác phải để chết trong vòng 48 đến 72 giờ thì nó mới phát huy tác dụng nhá. Chứ còn các bác muốn dính nó ăn ngay như 52 thì nó không dính đâu. Đấy, em nói luôn đấy, không đến lúc về các bác tưởng nó dính như 52. Nó phải để chết. Còn khi mà các bác để chết trong 48 đến 72 giờ là nó cứng như là đá luôn, cứng lắm. Cái này các bác nó dính, nếu mà để đúng thời gian nó dính chắc cực kỳ luôn. Đấy, các bác dính đa năng các thứ là dính lên tường tiện cực kỳ. 20k một típ nhá, còn lấy lẻ 3 típ là 50.000. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này dính cực kỳ ngon nhá. Quảng cáo là keo dính siêu chặt, kết dính được mọi thứ. Ok, kiểm chứng cho anh em cùng xem nhá. Đây là một chiếc cối nặng 8kg và đây là một chiếc móc sắt đã được gắn sẵn bằng loại keo này. 2
nó chắc thật sự luôn. Keo dán nan ăn, bám dính rất là chắc chắn trên các bề mặt như là kim loại này, nhựa, gỗ, thủy tinh và cả tường gạch luôn. Hơn 70 cân mà nó còn không bể ra. Loại này thì đặc biệt là rất tiện cho anh em nào cần lắp đặt những đồ dùng trong gia đình lên tường, thay cho những con vít phải khoan bắn vào tường như này. Ví dụ như là kệ treo đồ nhà tắm này, móc treo đồ lên tường, móc đi dây điện. Loại keo này thì nó chống thấm nước, chịu nhiệt và kết dính cực kỳ tốt, nên là nó sẽ gắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau. Cách dùng thì cũng đơn giản, anh em chỉ cần bôi keo, dán xong đợi từ 36 đến 72 tiếng như hướng dẫn sử dụng là có thể dùng được. Lưu ý là khi dán keo xong thì nên dùng băng dính dán lại để cố định, tránh xê dịch khi keo còn chưa khô nhá. Kết dính cực kỳ chắc chắn được trên rất nhiều bề mặt vật liệu khác nhau, thay cho cái mớ đinh vít khá là tốn công tốn sức này. Múc combo vài tuyếp như này cho nó dễ. Giá ok quá nhá. Đấy, về các bác có thể là dính được đa năng rất nhiều vật liệu khác nhau nhá. 20k một típ, lấy 3 típ là 50.000. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này sẽ có công suất là 3W nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này. Mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện này. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng các bác nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó khá là sáng đó. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu. 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, thì chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. Cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn.
đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dần di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dần di. Đấy, mũ dần di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nha. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bác. Nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em và các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Đó, rồi, qua nhanh với mã hàng tiếp theo. Tiếp theo cái quả bóng B2. Đấy, bóng B2 các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn B2 nhá. Cái này thì về các bác xài khá là nhiều việc này. Đấy, dùng làm bóng đèn thắp sáng này, rồi là bóng đèn ngủ cũng ok luôn, mà giá nó bình dân lắm. Em báo giá luôn nhá. Bên em sẽ bán nó combo là 5 quả 1, hoặc là nếu các bác mua lẻ, các bác có thể mua 1 quả 1 cũng được. 1 quả 1 thì bên em đang bán giá sẽ là 5.000 một quả. Đấy, 5.000 một quả này thôi. Còn nếu các bác lấy combo 5 quả 1 thì bên em sẽ gửi bác giá rất tốt luôn, 10.000 cho một combo là 5 quả bóng B2 nha. Đấy, 5 quả nha. 2 4 5, 5 quả nha là 10.000. Đấy là một combo bóng B2 5 quả là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả là 5.000 nhá. Đấy, lấy lẻ thì giá nó sẽ cao hơn. Còn các bác lấy theo combo thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy, cái này thì nó sử dụng cái nguồn điện là cái nguồn điện 5V. Tức là về các bác có cái cổng sạc USB ấy, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Đây ví dụ như ở đây em có một cái ổ điện nó có cái cổng USB này. Đó, có một cái ổ điện có cổng USB này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 này. Sau đó là cái ổ này nó có cái cổng USB này. Đấy, các bác cắm vào đây cho em. Đó, thế là lên đèn, đèn rất sáng luôn nhá. Đèn nhìn thôi nhưng rất sáng luôn. Đấy. Con này em hình như công suất của nó là 1W, công suất của nó là 1W. Đó. Ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đấy, về các bác dùng để làm đèn ngủ này, đèn chiếu sáng này, đèn cảnh báo này, nói chung là chế cháo nhiều việc lắm. Đó. Giá thì bên em đang bán lẻ một quả này là 5.000 nhá, một quả bóng B2 nha. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là bóng B2. Một quả là 5.000, còn các bác lấy theo combo 5 quả 1 thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một combo 5 quả bóng nhá. Chân đây, chân nguồn vào của nó này. Cứ có cổng USB, nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Cứ có cổng USB các bác cắm vào phệt vào, thế là sáng, có thế thôi, rất là dễ dùng nhá, tiện cực kỳ luôn. Đó, mà các bác cắm vào những nguồn 5V này thì cái tiền điện nó hết rất là ít luôn nhá. Đấy, không đáng kể luôn. Đấy. Đây, cứ cắm vào là sáng thôi. Đấy, còn cái ổ này thì chắc rất nhiều bác hỏi đây. Thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái ổ điện U3. Đấy, ổ này thì nó sẽ có là những cái ổ cắm điện và ba cái cổng USB nhá, để về các bác có thể cắm cái bóng này hoặc là các bác cắm cái dây sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho điện thoại cũng ok luôn nhá. Đấy, con này thì em báo giá luôn, lên mã em sẽ cái ổ điện U3. Đấy, ổ điện U3. Ổ điện U3 này thì hàng của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái này. Giá của nó thì sẽ là đi 50.000. Đấy, U3 nhá, ổ điện U3. Giá bên em đang bán là 50.000 một cái ổ điện U3 này. Đấy thì nó sẽ có cổng USB để các bác có thể cắm những cái đèn này. Đấy, thì bên em đang bán một cái ổ này là 50.000. Còn bóng B2 thì đang bán là combo là 5 quả 1. Đấy, 5 quả 1, cứ 5 quả 1 nha là 10.000. Còn các bác lấy lẻ 1 quả thì đang gửi bác là 5 cao nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái súng chĩa L. Đấy, súng chĩa L. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác là 50.000 một cái súng chĩa L nha. Đây em có ghi giá nhá. Đấy, 50.000 một cái này. Đó, 50 cao nhá, 50.000. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái súng chĩa L. Đấy, nó hình chữ L này. Thì em gọi luôn là cái súng chĩa L. Cái này thì về các bác dùng để rửa xe này, tưới cây này, rửa sân này,
Đấy, toàn bộ của nó là khâu đồng hết luôn nhá, toàn bộ khâu đồng, thân của nó sẽ là thân nhựa, thân nhựa cứng nhá, thân nhựa cứng chắc chắn lắm. Đó, thân nhựa cứng thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà mình vào đây. Đấy, và ở đây nó có một cái cò đó, thì lúc nào mà dùng là các bác bóp vào, còn lúc nào không dùng là các bác thẻ ta là nó sẽ tự động là nó sẽ ngắt nước các bác nhá. Còn nếu nếu mà các bác muốn ở cái chế độ rảnh tay thì các bác bóp vào, sau đó là các bác cài nó vào đây thì nó sẽ đang ở chế độ rảnh tay thì các bác không cần phải bóp. Đấy, các bác chỉ việc cầm các bác phun thôi, còn lúc nào muốn tắt đi thì các bác mở cái đẩy cái vò cái cò ra thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nước nhá. Và cái phần đầu vò này, đấy, đầu vò nó là đầu vò bằng đồng luôn. Và cái đầu vò này thì các bác có thể chỉnh được nhiều chế độ phun nước khác nhau. Đấy, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ, phun xương, rồi phun hạt to hạt nhỏ là các bác chỉnh ở cái đầu vò này xem. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Chắc chắn cực kỳ, và cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Và đợt này thì nó về cái lô này giá nó cũng rẻ hơn một chút. Đó, bữa trước thì em đang bán như là cái đợt trước có bác mua là 70 ngàn đấy. Đợt này nó về cái lô này thì giá nó chỉ còn có 50 ngàn thôi. Đấy, giá nó giảm rất sâu để cho các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là súng chữ L nhá. Đấy, sản phẩm sẽ là súng chữ L này. Bên em đang gửi bác là 50 ngàn một cái này. Đấy, toàn bộ của nó là đầu bằng khâu đồng luôn này. Đầu là những cái điểm kết nối nguồn nước này bằng khâu đồng. Cái này thì về các bác lắp cái nguồn nước nhà vào. Đấy, kiếm cái dây thít ấy, hoặc là các bác cái dây thít dây lạt ấy, hoặc các bác có cái cổ dê cái đai siết ống ấy, các bác cho vào, các bác siết vào là các bác cấp nước cho nó là xài thôi. Chỉ việc bóp vào là sẽ ra nước nhá. Và phần đầu vòi có thể chỉnh nhiều chế độ khác nhau, rất ok luôn. Đấy, về sử dụng này, tưới cây, rửa sân, rửa xe các thứ rất ok luôn. 50k một cái nhá. Đấy, súng chữ L 50k một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy,
đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện Enzo nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ có pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo trợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn trợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ. Đây này. Đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Ở đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như là những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Sản phẩm tiếp theo thì đây, tiếp tục về cái mã hàng đó là cái cân móc điện tử, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cân móc điện tử, mã của nó sẽ là mã cân C1 nhá, mã cân C1. Các bác cứ gọi giúp em là mã là cân C1 hoặc là cân móc điện tử. Đấy, thì giá của nó em báo luôn là 60.000 một cái cân móc điện tử này. Cái này về các bác đi chợ đi búa này, đi câu này, đi cân đi kẹo rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Hàng của nó thì mới nguyên hộp nha. Hàng mới nguyên hộp. Đi kèm sẽ có cả pin cho bác luôn. Về các bác lắp pin vào là xài thôi, rất là dễ dùng sử dụng nhá. Thì về các bác mở cho em cái nắp ở lần sau lưng này, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, lắp hai viên pin tiểu 3 chữ A vào. Sau đó là các bác bật cân lên này. On này. Đấy, con này nó có cả cái đèn sáng luôn nhá, có cả đèn sáng luôn. Đấy, để ví dụ như là các bác hay cân trong buổi tối, là ví dụ như là trong trường hợp buổi tối là các bác vẫn có thể nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, buổi tối vẫn có thể nhìn thấy màn hình cân thoải mái luôn vì nó có đèn trợ sáng ở cái cân này, ở cái mặt cân này luôn này, hiển thị đây nhá, thông số to rõ ràng và cân điện tử thì rất là chính xác luôn. Đấy, chính xác từng gam từng lạng một các nhá. Thì ở đây nó sẽ có là ba cái nút này, nút tarea là cái nút xóa sạch này, on off là bật tắt này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Mod này thì các bác điều chỉnh các chế độ cân khác nhau, ở đây thì em đang để là kilogram. Các bác có thể điều chỉnh về là LB này, Zin này, rồi là OZ. Mấy cái này thì em cũng không rõ lắm, nhưng mà chủ yếu Việt Nam mình thì hai cân kg thôi. Đấy là vẫn là phổ thông nhất thôi. Đấy, đi đây về đây các bác rút treo này lên. Đấy, lấy cái móc này ra. Đấy, sau đó các bác móc vào những cái đồ các bác cần cân. Đấy, ví dụ như là em đang cân một cái võng ở trại này. Đấy thì các bác móc vào cái đồ các bác cần cân nhá. Đây nó có sẵn một cái móc này. Đây em sẽ cân cho bác coi nhá. Đấy, sau đó các bác treo lên nha. Đấy, các bác cầm nó lên nha. Đấy, đây em đang cân thực tế đây đó. Và khi mà cân, đấy, khi mà cân xong thì các bác bỏ ra thoải mái luôn. Và nó đặc hay của cái sản phẩm này là khi mà cân xong là nó sẽ nhớ luôn cái số cân ở trên này luôn. Đấy, hiện tại đang là 625 kg. Đấy, 0,625 kg tương đương với lại là 625 gram này. Đấy, nó sẽ hiển thị cái số cân nhớ ở đây luôn.
Nếu mà các bác muốn xóa cái dấu vết này đi, các bác bấm cho em nút Tarea. Đấy thì nó sẽ xóa về mo là 0,0. Đấy, và ví dụ đây em cân tiếp này. Đây em cân cái này nhẹ nhẹ này. Đấy các bác móc vào. Đấy, sau đó một tay các bác cầm vào đây. Đó, và các bác giữ yên một chút. Nó sẽ hiện lên chữ lock này, nó sẽ khóa lại. Đấy, và hiện tại đây em báo luôn này. 0,085 kg tương đương với là 85 g đấy. Đấy thì nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số ở trên cái màn hình hiển thị luôn. Rất là dễ dàng sử dụng nhá, và nó nhớ được cả cái số cân luôn, nên là rất là tiện các bác. Nhiều khi ví dụ các bác cân xong các bác mà nói chuyện hạn, chẳng may là các bác quên không nhớ, nhưng mà cái cân này nó sẽ thay cho các bác là nó sẽ nhớ luôn số cân, trừ khi để các bác bấm cái nút này thì nó sẽ mất đi, còn nếu không các bác cứ để đấy là nó sẽ nhớ cái số cân của bác luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì giá em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái nhá. Đấy, 60.000 một cái, các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cân móc điện tử. À, hay còn gọi là cân móc cân C1 các nhá. Cân mã sẽ là C1, giá em đang gửi bác là 60.000 một cái cân nha. 60.000 một cái. Và con này khi mà các bác cân tối đa lên đến được là 50 kg nhá. Đấy, cân tối đa lên đến được là 50 cân. Đó, rất ok, và cân từng gram từng lạng một luôn. Đấy, và cân tối đa là lên đến được là 50 kg, thiết kế rất chắc chắn luôn này. Đấy, có phần móc đeo. Đấy, và đây các bác có thể xách vào tay rồi đó, ở đây cái phần móc đồ vào này, rất ok luôn. Giá bình dân thôi, 60.000 một cái nhá, có màn hình hiển thị điện tử chơi luôn. 60.000 một cái cân móc điện tử, hay còn gọi là cân móc C1 nhá. 60.000 một cái, rất ok. Đấy, vừa quay chi tiết bác rồi.